Ký sự Lào Cai 2021. Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc chiến tháng 2 năm 1979 nổ ra, các đồn biên phòng dọc biên giới là đối tượng tác chiến đầu tiên của địch, và dọc đường biên, tất cả những nơi địch có thể tràn vào, chúng đều không dễ dàng dù đã trăm phương ngàn kế. Trước đó, vào năm 1978, trước diễn biến phức tạp của biên giới và sự căng thẳng giữa quan hệ hai nước, đặc biệt là cuộc chiến đường biên tại biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia đã chuyển sang một giai đoạn mới, ta chủ trương quân đội xây dựng lực lượng vũ trang tại chỗ đến cấp huyện. Trong tình hình chung ấy, Lào Cai, lúc này thuộc Hoàng Liên Sơn, có 8 tiểu đoàn địa phương ra đời. Đó là tiểu đoàn 1 Công an Vũ trang, tiểu đoàn 2 Bát Sát, tiểu đoàn 3 Mường Khương, tiểu đoàn 4 Bảo Thắng, tiểu đoàn 5 Lào Cai, được biết đến nhiều hơn với tên tiểu đoàn Kiên Cường, tiểu đoàn 6 Sapa, tiểu đoàn 7 Văn Bàn và tiểu đoàn 8 Bảo Yên. Trong ký sự Lào Cai 2021, Win Win Việt Nam trân trọng kính mời quý vị và các bạn đến với những cuộc chiến đấu của các chiến sĩ tiểu đoàn 4 Bảo Thắng, tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, trong ký sự Lào Cai, tìm hiểu về tiểu đoàn bộ đội địa phương, gọi là bộ đội địa phương nhưng thực ra là chỉ của huyện thôi, tiểu đoàn Bảo Thắng hay là còn gọi là tiểu đoàn 4, thì chúng ta đã đi thăm các cái chiến địa của các đại đội trong tiểu đoàn từ cây số 6 đến cây số 11, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn. Tôi xin được trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Hoàng Hồng Thanh. Vào tháng 2 năm 79 thì anh là B trưởng thuộc đại đội 1 tiểu đoàn 4. Vâng, chào anh Thanh. Vâng, trước hết thì rất là cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện của mình với khán giả của Win Win Việt Nam. Và bây giờ thì Hải Yến rất là muốn anh giới thiệu với khán giả về anh và về cái tiểu đoàn, cái đại đội của anh trong tháng 2 năm 1979 tại quê hương Bảo Thắng. Vâng. Xin kính chào các quý vị. Tôi tên là Hoàng Hồng Thanh. Chức vụ khi về đơn vị của đại đội 1 huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Lúc đó là chuẩn úy trung đội trưởng. Khi về đơn vị, chúng tôi đã tổ chức huấn luyện và tập trung vào xây dựng trận địa ở khu vực Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trải qua 42 năm, chiến tranh biên giới đã lùi xa, tức là ngày 17 tháng 2 năm 1979. Trung Quốc đã nổ súng tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó có tỉnh Lào Cai. Tôi là trung đội trưởng, trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 4. Lúc đó được lệnh di chuyển lên khu Bản Phiệt, xây dựng trận địa ở khu Bản Quẩn. Anh em tổ chức khinh vác bê tông để xây dựng trận địa kiên cố ở sát biên giới. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 79, Trung Quốc nổ súng tấn công Việt Nam. Đơn vị chúng tôi được lệnh là di chuyển ra khỏi doanh trại, vì cái địa điểm đóng quân của chúng tôi đã trong tầm ngắm của địch. Do vậy, khi súng nổ, chúng tôi đã di chuyển sang một cái cửa đối bên cạnh theo phương án 2. Nếu mà ở doanh trại thì sẽ bị pháo kích của Trung Quốc tấn công dồn dập vào khu doanh trại của đơn vị. Do vậy, đơn vị nhanh chóng tổ chức lên quả đồi bên cạnh để đảm bảo ổn định tình hình và cũng như là đảm bảo cái bảo toàn lực lượng của đại đội. Suốt ngày 17 tháng 2,
chúng tôi phải nằm im vì xung quanh là quân Trung Quốc đã chiếm đóng ở các con đồi bên cạnh. Do vậy mà chúng tôi phải nằm im. Tối ngày 17 tháng 2, tối 17 tháng 2 thì chúng tôi rút về cây 13 Bản Cầm thuộc đường Hữu Nghị 7. Sau đó được lệnh của tiểu đoàn là lên chiếm lĩnh trận địa ở cao điểm 212, cách bản Phiệt khoảng 500 mét. Tối ngày 18 tháng 2 năm 79, chúng tôi tổ chức hành quân lên chiếm lĩnh trận địa. Lúc đó là trung đội tôi là trung đội 3 của đại đội 1 là tiến hành hành quân đầu tiên và đảm nhiệm hướng chủ yếu của đại đội. Hành quân lên bản Phiệt của cao điểm 212, chúng tôi phải men theo bờ suối để lên khu trận địa, không được đi lên đường Hữu Nghị vì sợ quân địch sẽ phục kích. Do vậy mà lực lượng phải đi men theo bờ suối, thậm chí và đi cả xuống suối để lần theo đường mòn và lên chân cao điểm 212. Chúng tôi phải vào các cái nhà dân xung quanh ở chân cao điểm để lấy dao và cưa để lên để cưa gỗ để đảm bảo cái bí mật. Khi lên đến cao điểm 212 trên đỉnh thì chúng tôi bố trí theo đội hình của đại đội đã chỉ huy sẵn. Trung đội 3 chúng tôi, mỗi đồng chí sẽ cố gắng đào hoàn chỉnh một cái hố cá nhân. Sau đó sẽ tiến hành đào hầm kèo để tránh pháo. Trong đêm xây dựng trận địa thì đồng chí Minh, đồng chí Minh, đại đội trưởng đã trực tiếp lên để chỉ huy trung đội. Đến sáng ra thì chúng tôi đã đào xong mỗi đồng chí một hố cá nhân. Đào xong mỗi đồng chí một cá nhân, chưa xây dựng xong cái hầm kèo, mà cái hầm nó chỉ là lát gỗ, chưa lấp được, chưa lấp kịp vì trời đã sáng. Do vậy mà chúng tôi phải ngụy trang lại để đảm bảo cái bí mật. Nhưng khi vừa sáng ra thì lính Trung Quốc nó ở xung quanh cái quả đồi bên cạnh rồi. Chúng phát hiện ra chúng tôi đã xây dựng trận địa trong đêm, pháo kích của địch bắn dồn dập vào trận địa. Lúc đó anh em cũng chỉ có mỗi người một cái hố cá nhân, do vậy một số đồng chí cũng đã bị thương vong, bị thương. Khi địch tấn công, chúng tôi tổ chức đánh trả quyết liệt. Trong vòng khoảng gần một tiếng đồng hồ thì địch không lên nổi trận địa. Chúng bắt đầu co cụm lại và tổ chức bắn pháo dồn dập vào trận địa chúng tôi. Lúc đó trận địa chúng tôi có một số đồng chí đã bị thương, cần phải đưa về tuyến sau để mà cấp cứu. Địch tấn công không thành, chúng tiếp tục để bắn pháo vào trận địa. Khi ngừng pháo thì địch tấn công vào chính diện và bên sườn phía sau của đại đội. Riêng trung đội tôi thì là ở cái hướng chủ yếu ở phía trước, thì còn hai trung đội là ở bên sườn ở phía sau và các cái tiểu đội hỏa lực ở phía sau cùng với sở chỉ huy của đại đội. Chúng tấn công lên bên sườn phía sau của đơn vị thì đơn vị đã tổ chức chiến đấu và đánh trả quyết liệt. Địch đã tấn công lên đến gần cái vị trí của sở chỉ huy. Lúc đó tôi thấy ở bên sườn cái trung đội 2 và phía sau ở cái trung đội 1 đã chiến đấu và do điều kiện là địch quá đông cho nên là hai trung đội đã phải rút trước. Rút trước thì khi địch đã lên đến hẳn hầm chỉ huy rồi. Đấy. Coi là các đồng chí chỉ huy và một số anh em đã rút về phía sau.
Thế chỉ có riêng có một đồng chí y tá là chưa chạy kịp là bị hy sinh trong trong hầm. Mà lúc đó là chúng tôi thấy là có một là tên Trung Quốc đã chết ở trên nóc hầm. Riêng về phía trung đội ở phía trước, trung đội 3 chúng tôi ở phía trước thì địch chưa lên được. Chúng vẫn tiếp tục bắn trả và đánh phá với trung đội tôi trong cái hướng chủ yếu. Khi kiểm lại ở trung đội tôi lúc đó chỉ còn lại có 8 đồng chí. Có 8 đồng chí mà trong đó có cả đồng chí Minh là đại đội trưởng ở đấy. Vì anh em ở phía sau đã di chuyển và cùng với đại đội đã chuyển thương binh rồi thì là rút về phía sau rồi. Thế kiểm lại thì còn lại đúng 8 đồng chí. Chúng tôi bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Do cái lực lượng không cân sức giữa ta và địch. Địch thì quá đông và ta thì cái lực lượng này quá mỏng, quân số thì ít. Lúc đó địch vẫn đang đổ quân ở khu vực Vạn Việt, chúng chở ô tô, xe tải thì là đổ quân ở khu gần ngã ba Vạn Việt. Lúc đó có 3 cái xe của Trung Quốc đổ quân trong đấy. Tôi lệnh cho đồng chí giữ B-41 để bắn ra phía địch đang đổ quân. Thì khi bắn thì cái khẩu súng đó lại không nổ do nó trục trặc kỹ thuật, cho nên là đồng chí không bắn nổi. Mà tôi lại phải lệnh cho cái đồng chí giữ trung liên là bắn ra phía ngoài để áp đảo bọn lính đang đổ quân đông ở phía ngoài đường Hữu Nghị. Trong quá trình chiến đấu thì đợt thứ hai này chúng tôi nhìn lại cái lực lượng của ta thì không đảm bảo. Tôi với bàn nhau với đồng chí Minh đại đội trưởng là chúng ta sẽ chiến đấu để tìm cơ hội để tổ chức để lui quân đảm bảo cái lực lượng, bảo toàn cái lực lượng. Thì do địch tấn công quá đông mà ta thì lực lượng lại rất ít, không đảm bảo. Đấy. Đạn dược thì cũng đã cạn kiệt rồi. Đấy. Số lượng thì cũng còn ít. Do vậy mà không đảm bảo để mà cầm cự chiến đấu để chống trả quân địch được. Lựa cái thời cơ mà địch bắt đầu ngừng bắn pháo. Chúng tôi thế 8 anh em cái tổ chức lui quân. Khi rút qua cái khu sở chỉ huy của đại đội thì thấy lính Trung Quốc đã chết nhiều ở cái khu vực đó. Thế và chúng tôi sẽ tổ chức lui xuống phía sau. Lúc đó địch phát hiện ra chúng tôi rút quân và chúng bắt đầu bắn trả, bắn đuổi. Anh em 8 anh em coi như lăn lộn từ trên cái sườn đồi xuống, có lúc còn đè cả lên nhau. Cho nên là may mà không có đồng chí nào là trúng đạn, riêng chỉ có mỗi một đồng chí là bị sượt qua lưng, đạn nó sượt qua lưng mà rách hết áo mà không vào người. Cho nên khi đồng chí đó báo cáo thì tôi bảo không việc gì, không phải băng bó gì cả, mới bị dớm máu ở lưng thôi. Cho nên là tiếp tục để chạy tiếp. Khi cố gắng vượt xuống cái khe suối để sang cái đồi bên cạnh thì có cái cây che khuất. Vì chúng tôi ở cái đồi đấy là cái đồi cỏ tranh nên là địch dễ phát hiện. Thế chúng tôi cố gắng là vượt qua cái đồi cỏ tranh đó và xuống khe suối sang cái cỏ đồi bên cạnh để vào cái rừng cây lúp xúp để che khuất, để giấu lực lượng. Khi địch bắn đuổi không thành thì chúng bắn vu vơ ở trên đầu và phía sau. Khi vào chúng tôi vào được cái rừng có cây cối che khuất rồi ấy, thì chúng không biết là mình ở chỗ nào nữa, cho nên là chúng chỉ bắn vu vơ ở trên đầu thôi. Đấy. Thì lúc đó tôi đi nói với anh em là dừng lại để củng cố lực lượng, hai nữa là chờ cái đồng chí Minh, đồng chí đại đội trưởng, đồng chí là lính tái ngũ cho nên là sức khỏe nó cũng yếu. Không thể như anh em trẻ khỏe mà chạy lăn lộn như kia được.
cho nên là phải đứng lại để chờ đồng chí đó, để đồng chí đi. Thì lúc đó đồng chí mệt, đồng chí không thở được, chạy không thở nổi. Thì chúng tôi sẽ định hướng vị trí và cái vị trí của mình, và theo cái phương án là chúng ta sẽ rút quân về trong cái khu vực làng chung. Chúng tôi sẽ hướng về cái khu vực đấy và rút về đấy để tìm lại tiểu đoàn. Thì trong những cái trận chiến đấu sau này ấy, thì chúng tôi thì chỉ là chốt chặn, phục kích, chốt chặn địch là chủ yếu, vâng, chứ không tổ chức tấn công. Thế sau khi rút về cái khu vực ở cây Ba Tư thì chúng tôi sẽ chốt lại một cái quả đồi đấy. Thế lúc đó quả đồi đấy thì không rõ là cao điểm bao nhiêu, nhưng mà số 34 đường Hữu Nghị để chặn đánh địch tấn công theo cái đường Hữu Nghị 7. Thì chúng tôi đã chiến đấu và đánh trả địch. Cái trận đấy thì nó cũng không quyết liệt lắm. Cái trận chốt chặn của anh ấy thì là lúc đấy là lực lượng vẫn 8 anh em mình, hay là lúc đấy là cái nằm trong đội hình tiểu đoàn rồi? Lúc đấy đã nằm trong đội hình tiểu đoàn rồi, đã về khu vực làng chung này là coi ổn định lại tổ chức rồi. Thế cái tiểu đoàn của mình, đó là tiểu đoàn của huyện, thì cái việc mà tổ chức huấn luyện trước khi mà cái cuộc chiến xảy ra thì mình huấn luyện theo cái phương thức như nào anh? Riêng về tiểu đoàn của huyện, nói là tiểu đoàn của huyện nhưng mà thực chất huấn luyện thì nó cũng như là bộ đội chủ lực. Vâng. Vì cái lực lượng gọi là bộ đội địa phương, trực thuộc cái quản lý và lãnh đạo chỉ huy của địa phương. Nhưng mà cái chương trình huấn luyện và chiến đấu thì cũng như là bộ đội chủ lực chúng ta cả thôi. Vâng, chứ không nhưng mà có khi mà mình cái hình thức tổ chức của cái huấn luyện ấy là mình tập trung về đâu để huấn luyện, có trường không, hay là sư đoàn nào đó huấn luyện, hay trung đoàn nào, hay là tự tiểu đoàn huấn luyện? Chúng tôi sẽ tự tiểu đoàn huấn luyện. Sau khi cái tháng 10 năm 78 chúng tôi lấy quân của cái địa bàn Bảo Thắng, tức là cái huyện Bảo Thắng ấy, thì chúng tôi tổ chức là huấn luyện luôn. Tôi lúc đó là cán bộ khung, vừa học ra trường sĩ quan ra thì coi về làm trung đội trưởng. Đấy. Thì huấn luyện anh em theo đúng theo chương trình giáo án của bộ. Tức là cái chương trình giáo án của bộ này đã có kế hoạch trước từ trên dưới rồi, từ tỉnh xuống rồi. Đấy, không phải là địa phương mà huấn luyện khác đi, mà chúng ta chỉ vận dụng là huấn luyện để chiến đấu trong cái môi trường ở địa phương mình thôi. Vâng. Như vậy tôi hiểu thế này có đúng không? Tức là tiểu đoàn thì sẽ có một cái bộ khung. Và cái bộ khung là của tỉnh hay là của anh ấy, là anh như anh ấy là học ở trường sĩ quan ra. Và đấy là cán bộ khung. Và xong về bắt đầu mới tuyển quân ở tiểu đoàn của huyện Bảo Thắng. Và chính cái cán bộ khung của mình ấy là người huấn luyện luôn. Huấn luyện luôn. Chứ không phải là tại một cái trường, một cái quân trường nào đó. Và như là các cái đơn vị khác. Vâng. Là người ta huấn luyện, nếu mà không phải bộ điện đội địa phương ấy, là người ta có trường đấy, người ta huấn luyện, sau đó người ta mới đưa về cái sư đoàn này, sư đoàn kia. Thì ở đây của mình là chính là cán bộ khung mình huấn luyện luôn. Vâng. Và sau đó là cũng chính những người thầy đấy là những người chỉ huy trực tiếp luôn. Vâng. Trong trận đánh luôn. Đúng. Vâng. Vậy là tức là như anh nói là mình huấn luyện thì theo chương trình, là chương trình của bộ. Vâng. Chương trình chung vẫn bài bản như vậy. Vâng. Nhưng còn cái thao trường ấy thì mình thực hiện luôn trên thực địa. Vâng, cái thao trường thì mình sẽ xây dựng cái thao trường. Dạ. Ở trên thực địa. Dạ. Cho nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của địa phương mình. Vâng. Như vậy là nếu mà nói nôm na thì là anh là tốt nghiệp cái trường sĩ quan ra là sinh viên bữa trước. Vâng. Xong ra là huấn luyện các em bữa sau. Vâng. làm chiến sĩ. Dạ. Vâng. Rồi cảm ơn anh. Thành phần của tiểu đoàn thì đấy, như là mình vừa mường tượng ra là cái phần cán bộ khung là từ trên đưa về. Vâng. Gọi là trên nhưng thực ra cũng chỉ là của tỉnh đấy, đúng không anh? Đúng, của tỉnh. Vâng, của ban chỉ huy quân sự tỉnh. Vâng. Vâng, lấy từ các cái trường sĩ quan được đào tạo, sĩ quan và hạ sĩ quan. Vâng. Ra về để làm B trưởng rồi đại đội trưởng, các cái chức như vậy. Còn A trưởng thì sao anh? Cũng ở trường ra chứ? Không, A trưởng thì là tự lấy anh em ở khu vực chúng ta huấn luyện đấy thôi. Vâng, tức là tân binh tự, mà huấn luyện giỏi thì anh nhận
nhìn thấy anh nào mà huấn luyện tốt, có trách nhiệm và làm tốt thì chúng ta sẽ tự đưa anh lên làm tiểu đội trưởng. Giống như chứ còn không không có các cái đơn vị chính quy ấy, thì nó có cái trường hạ sĩ quan ra làm tiểu đội trưởng. Nhưng ở đây là bộ đội địa phương nên là thôi tự là phong cái anh cùng trường ngũ đấy lên làm tiểu đội trưởng để có cái trách nhiệm và mình huấn luyện luôn cho người ta để mà tổ chức huấn luyện cho anh em tân binh đảm bảo với đúng cái chương trình. Dạ. Yeah. Giống như là lớp trưởng ấy, mình bầu lớp trưởng. Mình bầu lên đấy. Dạ. Vâng. Bầu lớp trưởng tổ trưởng ấy. Vâng. Thì A trưởng cũng thế. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Trước lúc anh nhau cái tức là ngày 16 á, trở đi là chúng tôi lên bản quẩn xây dựng trận địa cho một cái đơn vị khác. À, tức là mình xây dựng đơn vị xây dựng trận địa cho đơn vị khác. Vâng, đi khênh bê tông. Anh có biết đấy là của đơn vị nào không? Đấy là ở cái tiểu đoàn 1 của 254. Vâng. Cái bê tông là họ đúc sẵn, dạ. Họ đổ ở dọc theo đường Hữu Nghị này. Dạ. Thì lúc đó mới huy động cái đại đội tôi là lên để khuân vác cái số lượng bê tông đó lên chốt để chốt xây dựng cái trận địa kiên cố. Lúc đó là có một trung đoàn 254 ở phía trước đấy. Vâng. Thế mà tiểu đoàn của tôi thì tiểu đoàn của huyện ở phía sau. Thế sau khi đánh nhau thì huyện thì tổ chức không thể để chỉ huy được, lại sát nhập vào trung đoàn. Đấy. Sát nhập vào trung đoàn để dưới sự chỉ huy của trung đoàn để đánh nhau. Vâng. Khi đánh nhau xong rồi thì coi như chúng tôi lại tách ra. Lại giả về chỗ huyện. Cái trung đội của anh có 28 cán bộ chiến sĩ. Mà. Thì sau đấy còn nhiều không anh? Sau đấy trận đấy hy sinh thì có một đồng chí hy sinh thôi. Vâng. Đấy, với một số đồng chí bị thương. Đấy, chỉ riêng có một đồng chí hy sinh. Và. Thế còn đại đội của mình thì thiệt hại có nhiều không anh? Riêng đại đội thì cũng không thiệt hại không lớn. Đại đội có khoảng hơn 100 quân. Thì số lượng hy sinh chỉ độ khoảng 4-5 đồng chí thôi. Trong cái cuộc chiến đấu đấy thì cái vũ khí đạn dược của các anh có bị thiếu thốn không? Vũ khí thì không thiếu, vẫn đủ trang bị theo cơ số của ở trên. Thì mình chuyển đơn vị mấy lần như thế, di chuyển trận địa mấy lần như thế thì cái cơ số đạn mình mang theo. Cơ số đạn mình đem theo rồi sau đó khi về hậu cứ ấy, thì chúng ta lại tiếp tục bổ sung. Đấy, bổ sung thêm đạn dược hoặc lương thực thực phẩm. Trong mấy cái ngày mình chiến đấu ấy, thì mình đâu có về hậu cứ ấy. Hay là có? Có lực lượng vậy? Có lực lượng của vận tải của trung đoàn, tiểu đoàn để họ vận chuyển các cái lực lượng vũ khí đấy. Đấy, họ phải bám theo. Bám theo cái lực lượng ta để bổ sung theo cái cơ số chiến đấu của mình. Vẫn không bị thiếu. Vâng. Đấy. Vâng. Rồi rất là cảm ơn anh. Sau này bây giờ về thì cái trung đội của anh hay là cái đại đội của anh và rộng hơn là cái tiểu đoàn của anh thì anh em sinh hoạt gặp nhau có nhiều không? Có hay gặp lại nhau không? Có. Riêng cái tiểu đoàn 4 này thì anh em vẫn thường xuyên gặp nhau. Vì quá trình huấn luyện chiến đấu rồi là cùng chung sống với nhau thì thấy rằng là anh em rất là tình cảm. Vì cái lực lượng này là lực lượng chiến sĩ trong cái khu vực của huyện Bảo Thắng. Trên là cái địa bàn thì nó cũng khoanh vùng tập trung vào một chỗ. Trên anh em dễ gặp nhau, bình thường cũng có thể gặp nhau. Lúc đầu là các đồng chí làm cái hội là hội nhập ngũ tháng 10 năm 78. Đấy. Sau đó thì bắt đầu phát triển lên thì thành cái hội là hội của tiểu đoàn 4. Vì nếu mà để cái hội nhập hội đồng ngũ năm 78 thì chỉ riêng những đồng chí là nhập ngũ năm 78 thôi. Đấy. Thế còn các đồng chí cán bộ khung ấy, như tôi chẳng hạn thì lại không phải là nhập ngũ năm 78 cùng các đồng chí đấy. Cho nên là sau đó các đồng chí mới mở rộng ra là hội của tiểu đoàn 4 Bảo Thắng. Bây giờ là có tôi và đồng chí Minh. Đồng chí Minh đại đội trưởng bây giờ vẫn còn sống, đang ở dưới Bảo Yên. Nhưng đồng chí nó cũng già yếu rồi. Đấy, cho nên là đi lại là cũng khó khăn. Cho nên là không đi được. Nhưng mà thỉnh thoảng là anh em vẫn xuống thăm hỏi và động viên.
trong cái lúc mà bố trí trận địa ấy, tôi thì có tới mấy cái trận địa thì anh em rất hay bị cái tình huống như này, tức là mình xác định cái hướng này là hướng địch. Ví dụ như cái B của anh chẳng hạn, xác định đây là cái hướng gọi là hướng chính đấy. Thế nhưng mà khi mình bố trí, mình làm trận địa này kia các thứ như vậy rồi, nhưng mà khi địch nó đến thì nó lại không đến từ đường này, mà có thể nó đến đường này hoặc đến đường sau. Thì trong đại đội của anh có tình huống nào bị như thế không? Có. Riêng về cái xây dựng trận địa này theo cái phương án và cái chiến thuật ấy, thì chúng tôi sẽ để xác định xem là cái hướng nào là hướng chủ yếu của địch tấn công. Đấy. Ví dụ như cái cao điểm 212 thì chúng tôi lên thì chúng tôi phải trinh sát xem là cái hướng địch tấn công là cái hướng nào là hướng chủ yếu. Thế còn cái hướng nào là hướng phụ, như là nó tấn công vào bên sườn phía sau chẳng hạn, thì chúng ta phải xác định rõ để bố trí lực lượng. Thế cho nên đại đội tôi cái trận đó là có bố trí là trung đội tôi là trung đội 3 là chịu trách nhiệm cái hướng chủ yếu, tức là hướng chính diện đối với địch. Tức là địch nó đã ở phía trước rồi thì trung đội này sẽ là cái hướng chủ yếu chính diện để chốt chặn để đánh địch đầu tiên. Đấy. Thế còn hai trung đội hay khác ấy thì sẽ bố trí ở cái bên sườn hoặc là phía sau để đảm bảo cái lực lượng của ta chiến đấu ở phía trước. Thế cho nên là khi mà chúng tôi đã đánh ở cái đợt đầu tiên ấy, đợt tấn công đầu tiên của địch ấy, về phía trước ấy, là chúng bao giờ chúng sẽ đánh và chúng sẽ bắn pháo tới tấp vào cái trận địa của tôi trước. Đấy. Sau đó thì chúng nó mới phát triển xeo hai mũi mà đánh ở bên sườn phía sau. Tức là thì nó lại không đánh cái trung đội A. Vâng, lúc đấy nó vẫn đánh ở đây nhưng mà nó sẽ đánh ít thôi. Đấy. Nó bắt đầu nó tập trung vào đánh ở bên sườn phía sau. Có nghĩa là nó sẽ có hai cái tình huống. Hoặc là khi mình trinh sát trận địa và mình xác định là mình xác định không đúng được cái ý đồ của địch. Đúng không? Mình xác định không đúng ý đồ của địch, cho nên mình đã bố trí đến khi nó tấn công là không như cái ý của mình, hoặc là nó nắm được ý đồ của mình cho nên nó làm chệch đi. Thì hai cái đấy thì có lẽ là đặc biệt là cái lớp trẻ, các sĩ quan trẻ thì phải hết sức chú ý, đúng không anh nhỉ? Bởi vì cái đấy cực kỳ quan trọng. Tôi đi dọc đường biên từ Cao Bằng, Lạng Sơn rồi bên này thì thấy có cái hiện tượng là một vài cái trận địa mà mình tiếp xúc ấy, là thấy có cái tình trạng như thế. Tức là mình giả sử cái cửa mình trong nhà mình bảo vệ mà, thì mình hướng ra cái cửa để mình bảo vệ, nhưng nó không vào bằng cửa mà nó xé rào, nó nhảy cửa hậu. Thế là mình bị bất ngờ. Cho nên khi bố trí trận địa thì chúng ta phải bố trí cả phía trước cả phía sau, làm cho sao cho nó hài hòa, cho nó cho đảm bảo vững chắc. Nhưng do cái trận đánh này là quân Trung Quốc nên nó quá đông, cái lực lượng của ta thì quá ít, có mỏng. Lẽ ra ở cái trận địa đấy chúng ta phải có độ khoảng bố trí là khoảng 1 đến 2 đại đội nữa cơ. Nhưng mà đây chỉ có một đại đội thì lực lượng cũng quá mỏng. Thế là phải có khoảng 3 đại đội. Có 3 đại đội của tiểu đoàn, nhưng mà tiểu đoàn thì lại phải giải ra ba cái hai cái đại đội kia là ở cách nhau xa lắm, còn không liên lạc được. Mấy cây số đấy thì không liên lạc được với nhau. Cho nên là lực lượng nó mỏng quá nên là chúng ta không thể nào cũng không hỗ trợ được và với không nhau. Hỗ trợ được nhau nên là rất khó. Đấy. Mà cũng đồng thời một lúc nó cũng đánh tất cả các điểm thì cũng khó mà hỗ trợ lắm. Đấy. Vâng. Vì kiểu nó chia cắt. Đúng. Nó gọi là chia cắt xé lẻ thì nó cũng khó. Không, nhưng mà bộ đội địa phương đánh thế là tuyệt vời lắm. Đánh thế là tuyệt vời. Còn mình cũng không thể gọi là quyết tử ấy, tức là khi mà nó quá đông như thế thì mình không thể gọi là thí mạng thí quân. Và mình cũng phải đánh theo cách của mình. Đúng. Tiêu hao sinh lực. Mình đánh làm sao lại phải đảm bảo được cái lực lượng của mình. Chứ mình đánh để như thiêu thân thì lại không đảm bảo. Vậy không thể đánh được cái trận thứ hai nữa rồi chứ sau nữa rồi. Mình còn phải đánh tiếp nữa cơ mà, đúng không anh? Vâng. Như vậy là sau cái cuộc chiến đấy thì đường biên nó vẫn là đường biên, và Trung Quốc thì về Trung Quốc, mình thì vẫn ở đất mình. Vậy ta thắng rồi. Và nếu mà như vậy xét thì là như vậy là ta thắng rồi, mặc dù họ cũng tuyên bố họ thắng đấy. Cho đến bây giờ thì tình hình của bà con vùng biên mình ấy, thì cái quan hệ hai bên sống như thế nào anh? Nhất là mình, cái thành phố mình, có lẽ là cái thành phố mà trên cái đường biên giới Việt Nam Trung Quốc, thì cái thành phố Lào Cai là nó giáp biên một cách gần nhất trong các cái cấp độ về thành phố ấy.
các nơi khác nó chỉ là một cái thị trấn thị tứ thôi, nhưng mình là cả một cái thành phố giáp biên giới luôn. Cầu liền cầu, sông liền sông. Thì cuộc sống hai bên như thế nào sau cái cuộc chiến cho đến bây giờ hả anh? Từ năm 79 cho đến năm 89, tuy rằng là địch đã rút về phía Trung Quốc, nhưng mà dọc đường biên thì chúng ta vẫn phải bố trí lực lượng và tổ chức xây dựng trận địa. Riêng tôi thì tôi đã, sau khi chiến tranh tháng 2 79 kết thúc ấy, là chúng tôi lại tiếp tục là lên sáp nhập cái tiểu đoàn 4, là sáp nhập với trung đoàn 89 ở Bắc Hà. Đấy, để xây dựng trận địa bảo vệ cái biên giới ở khu vực Bắc Hà. Đấy. Thế và sau đó thì chúng tôi lại chuyển sang Mường Khương. Đấy, chuyển sang Mường Khương xây dựng cái trận địa ở Mường Khương, ở khu vực Vân Long, ở cũng ở giáp biên giới. Cho nên tính cái thời gian ở biên giới từ năm 79 cho đến năm 87, cái giao thương rồi là đi lại buôn bán thì hai bên vẫn là bình thường. Đấy. Càng sau này ấy, thì mở cái mở cửa khẩu rồi là cái quan hệ giữa hai bên nó tốt đẹp hơn, thì nhân dân thì vẫn khởi để mà làm ăn cũng như là buôn bán giao thương giữa hai bên để đảm bảo cái cuộc sống của nhân dân trong khu vực đường biên. Đấy, đến hiện nay thì nhân dân ở dọc đường biên thì đã ổn định được cái cuộc sống và đảm bảo xây dựng được cái cuộc sống của chính bản thân của gia đình những ở các trong khu vực đường biên đó. Anh Thanh thì gia đình bây giờ hiện đang ở đâu anh? Gia đình quê chúng tôi thì ở dưới Phú Thọ. Vâng. Anh em rồi là bố mẹ ở dưới Phú Thọ. Thì riêng ở trên này thì sau khi tháng 279 xong ấy thì tôi lấy vợ ở trên này. Lấy vợ ở Bảo Thắng. Thế và xây dựng gia đình làm rể Bảo Thắng luôn. Cái tức là mình đã có một cái giai đoạn, một cái cuộc chiến một tháng, và sau đó là một cái giai đoạn mà biên giới rất là căng thẳng. Những nơi khác thì cũng có đánh nhau, một số nơi đánh nhau, nhưng như mình không đánh nhau nhưng mà vẫn phải căng dài ra trên đường biên. Hai bên gọi gầm gầm, hai bên gầm gầm gần chục năm như thế. Chục năm ấy thì sau đó thì như anh vừa nói là nhân dân thì hai bên qua lại giao thương. Thì đến bây giờ liệu cái cuộc chiến đấy rồi cái thời gian gầm gầm đấy nó có gây một cái gì đó ảnh hưởng cho nhân dân hai nước không, trong quá trình họ giao thương qua lại ấy anh? Qua cái cuộc chiến tranh tháng 279 ấy thì đến bây giờ thì nhân dân thì đã ổn định và cái việc giao thương đi lại của nhân dân thì cũng bình thường rồi. Cái quan hệ thì nó không có vấn đề gì nặng nề lắm. Ví dụ như ở dọc đường biên thì chủ yếu là người dân tộc thiểu số thôi. Đấy. Hai nữa là cái việc mà làm ăn giao thương của các dân tộc trên thì họ lại thích sang bên kia để giao thương, để mua hàng hóa ở Trung Quốc vì nó rẻ hơn để đưa sang Việt Nam này, cho nên cái việc đi lại hoặc là buôn bán của nhân dân là họ rất thuận lợi. Đấy. Chúng tôi ở trên đường biên kia, dọc theo đường biên chốt chặn coi như gần chục năm đấy, thì thấy rằng là nhân dân địa phương ở khu vực trên đường biên là họ có cái mối quan hệ là không những ở bên ta mà cả bên Trung Quốc. Ví dụ như là cái dân tộc Mông thì có thể là họ có còn sang bên Trung Quốc để lấy vợ lấy chồng bên đấy cơ. Đấy. Cho nên khi chúng tôi ở dọc đường biên, chúng tôi phải nắm cái tình hình chính trị của các cái đối tượng nhân dân ở khu vực đường biên đấy, xem đối tượng nào có thể tin được, được đối tượng nào có quan hệ với Trung Quốc. Cho nên là ngoài cái việc mà chiến đấu và đảm bảo an ninh chính trị thì chúng tôi phải nắm bắt được cái tình hình đấy để mà hướng cho anh em cũng như là đơn vị để tổ chức thực hiện. Không phải là chúng ta chỉ có làm không thôi, cũng có những cái trục trặc đấy. Vì cái thời gian đó cái lính tham báo của Trung Quốc họ vẫn luồn lách sang bên ta, hoặc thậm chí họ còn đặt mìn ở ngay chân chốt, hoặc đặt mìn ngay ở đường quốc lộ khi nó phá hoại. Khi mà nó phát hiện ra cái lực lượng của ta, ví dụ như là ở tỉnh lên để kiểm tra các cái chốt ở đơn vị,
thì chúng có cái lực lượng phản động ở bên này nó báo trước mà. Cho nên là chúng sang chúng đặt mìn luôn ở đường ấy. Cho nên chính vừa cái thời gian đấy là có đồng chí Tống Trư này, trước là chỉ huy của biên phòng ấy, với một số đồng chí chỉ huy của tỉnh lên thì coi như là bị coi như là dính mìn của Trung Quốc đấy. Thế mặc dù là lúc đó ta là đã hòa hoãn là coi như là đã trở lại là ổn định rồi đấy, không có đánh nhau rồi đấy. Vâng. Thế nhưng mà chúng vẫn tìm cách để phá hoại. Cho nên là chúng tôi phải căng ra để mà chốt chặn rồi là tuần đường, có nghĩa là cái đơn vị của tôi phải tổ chức cho mỗi một ngày là phải có một tổ tuần biên này, có tổ tuần đường này, có tổ đảm bảo an ninh để coi là đảm bảo an ninh trật tự của cái khu vực của mình đóng quân. Đấy. Cho nên là rất là phức tạp trong cái thời kỳ từ năm 79 cho đến năm 89. Lúc đó thì sau này thì nó mới ổn định được cái tình hình. Còn Khương Bắc Hà thì là đất liền. Tức là đi lại mà không biết là cái chỗ nào là đất Trung Quốc, không biết chỗ nào là đất của mình cả. Có thậm chí có lúc chúng tôi ở Phan Long, lực lượng dẫn đường đi coi là còn lạc sang cả đất Trung Quốc vì trời nó mù, không phát hiện ra là cái đất này là của mình hay đất Trung Quốc nữa. Cách đấy. Mấy cây mới có một cái cột mốc nữa. Vâng, cột mốc thì nó không thể nào nó liền đấy mình phát hiện được. Mà cái ranh giới đường biên thì coi như chỉ có dân bản xứ ở đấy họ mới nắm được, mới biết được. Vâng. Chứ chúng ta cũng không thể nào mà rạch ròi ra được cái chỗ này là của mình, chỗ kia là của Trung Quốc được. Vâng. Cho nên có lúc là cũng có thể nhầm lẫn. Chúng có một đợt chúng tôi đi kiểm tra chốt, lực lượng trinh sát đi trước. Hôm đấy trời mù, mà trên đấy trời nó mù lắm, không phát hiện, nhìn cách được khoảng 10 mét trong khi còn không phát hiện được ấy. Nó mù thì thế. Trên khi cứ dọc cái đường mòn đi lên thì coi lạc sang cái bản bỏ của Trung Quốc. Lúc đấy tôi phát hiện ra là cái bản bỏ này trong bản đồ là đất của Trung Quốc rồi. Đấy, lúc đấy tôi mới nói là các đồng chí kiểm tra lại, đồng chí chính xác kiểm tra lại xem là khu vực này của mình hay của ta, lúc kiểm tra lại thì đây là sang đất của Trung Quốc. Nếu ta đi một tí nữa là lính gần chốt Trung Quốc thì nó bắn chết ấy. À, mà không dặn là nó bắt ngay. Thế cho nên là khi đó chúng tôi mới tiếp tục quay lại, tổ chức quay lại để coi là tìm lại cái điểm chốt của mình. Chứ nếu như không phát hiện sớm là chúng ta sẽ vi phạm đấy, không phải không. Mà sang đấy của địch cũng có thể nó bắn hoặc là nó bắt. Đấy. Cho nên khi kiểu tra dọc đường biên thì chúng ta phải đảm bảo được chính xác được cái địa hình của ranh giới của giữa mình với Trung Quốc, làm sao cho nó đảm bảo. Cứ có cái sông hay cái núi thì dễ hơn. Vâng, có sông có núi thì dễ, nhưng mà đất liền thì là rất khó. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe một câu chuyện của một cựu chiến binh. Cái cuộc chiến thì chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn đối với cái tiểu đoàn địa phương và những cựu chiến binh trong cái tuổi nghĩa vụ quân sự. Thì có lẽ họ cũng sẽ chỉ vài năm là ra quân. Nhưng mà đối với anh Thanh thì cuộc đời quân ngũ còn kéo dài. Và chúng ta đã nghe câu chuyện của người chiến sĩ đường biên là một bê trưởng trong cuộc chiến. Và sau đó là cái người mà bảo vệ đường biên. Như các bạn nghe anh chia sẻ, suốt 7 năm rất căng thẳng. Và chúng ta lại tiếp tục hành quân cùng với những người cựu chiến binh của tiểu đoàn 4 trở về ngược dòng thời gian tháng 2 năm 1979. Tôi xin trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Phạm Văn Dân, một chiến sĩ của đại đội 2. Và xin chào em. Dạ, chào chị Hải Yến ạ. Vâng. Hôm qua mình đã lên trận địa và mình khá ấn tượng với cái trận địa của tiểu đoàn 2 và mình rất là muốn bạn giới thiệu về cái trận địa cũng như trận chiến đấu của anh em mình. Dạ, kính thưa chị Hải Yến, trước hết thì có thể nói rằng là cái trận chiến 17 tháng 2 năm 1979 và đại đội 2 cũng là cái đại đội được tham chiến đầu tiên của tiểu đoàn 4 huyện Bảo Thắng. Thế thì tháng 1 năm 1979 thì tiểu đoàn 4 là được lệnh là cơ động từ km 19 quốc lộ 70 thuộc thị trấn Phong Hải lên đứng chân xây dựng doanh trại, làm công tác sẵn sàng chiến đấu tại thôn Làng Trung của xã Bản Việt, huyện Mường Khương lúc bấy giờ là thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.
Thế thì khi đơn vị hành quân lên đến bản chung của xã Bản Việt là vào đầu tháng 1 năm 1979. Thế và đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 1979 thì đơn vị đại đội 2 là gồm có 3 trung đội, là trung đội 1, trung đội 2 và trung đội 3. Thế thì hai trung đội là ở lại xây dựng doanh trại là tại khu vực làng Trung của xã Bản Việt. Thế còn trung đội 3 thì do đồng chí trung đội trưởng Hoàng Văn Khầm và tiểu đội 11 là tiểu đội Đại Liên và tiểu đội 10 là tiểu đội cuối 60 của đại đội cùng với đồng chí đại đội trưởng đồng chí Đặng Trần Phùng là chỉ huy đơn vị lên tăng cường tại khu vực đồi Gốc Đa thuộc thôn Bản Quẩn của xã Bản Việt để xây dựng công sự trận địa sẵn sàng chiến đấu cho đại đội 1 của tiểu đoàn 1 là thuộc trung đoàn 254 lúc bây giờ. Thế vào khi đơn vị hành quân lên tại khu vực đồi Cây Đa thì lúc bây giờ thì cũng thưa chị Hải Yến là đơn vị lúc bây giờ là thuộc dạng là đóng quân dã ngoại. Thế và cũng là phòng ngự, tại sao em nói là tại đơn vị là phòng ngự, lâm thời phòng ngự. Thế và có thể nói rằng là nếu theo thuật ngữ, có thể nói về thuật ngữ quân sự thì tao gọi là phòng ngự thụ động. Thế thì tại sao lại nói là phòng ngự thụ động? Bởi vì lúc bây giờ là đơn vị là lên tăng cường để vác bê tông để xây dựng công sự chiến đấu cho đơn vị bạn. Thế cho nên là đơn vị lúc bây giờ là vừa mới đặt chân lên là nó chưa xây dựng trận địa kiên cố để mình tham gia chiến đấu, mà đây là mình tăng cường để vác bê tông xây dựng trận địa cho đơn vị bạn. Thế và lên được một tuần thì chúng em là tham gia vác bê tông. Thế thì cũng báo cáo với chị là được đúng một tuần thì vào đêm ngày 16 tháng 2 năm 1979 nó vào cái tầm lúc giờ thì thực ra thì cũng không có đồng hồ, thế nhưng mà căn cứ vào ca gác của anh em để mình nhận định thôi ạ. Thế thì em gác vào cái ca từ 1 đến 2 giờ. Thế thì cũng thưa chị là vào đúng cái tầm bắt đầu nhận ca gác được khoảng 15 phút thì thấy nhiều tiếng nổ. Thế thì thực ra lúc giờ là lính cho nên là mình cũng mới, lính gọi là lính mới mà, cho nên cũng chưa hiểu nó là cái gì cả. Bởi vì là trước đó thì giữa Việt Nam và Trung Quốc thì cũng đã có một cái sự đụng độ đấy. Thì hai bên thì chủ yếu là dùng về hỏa khí, về bộ binh thôi là chính. Thế thì hôm đó thì hỏa lực từ phía bên kia, tức là bắn sang bên trận địa là một cách rất dữ dội. Thế thì em cũng vào báo cáo đồng chí đại đội trưởng là tình hình là đang có cái diễn biến rất là phức tạp. Thế thì đồng chí đại đội trưởng lúc giờ là ra lệnh cho toàn bộ đơn vị. Thì lúc bây giờ là gồm có trung đội 3 thì có đồng chí Hoàng Văn Khầm là trung đội trưởng là chỉ huy, thì lên phòng ngự tại trận địa là đồi Cây Đa. Đấy, như hôm trước là chị em mình đã lên tham quan. Đấy chính là đồi Cây Đa. Đấy chính đồi Cây Đa đấy, dạ. Vì trước dưới là có một cây đa rất là to. Thế thì sau này thì bắt đầu là chắc là dân người ta chặt. Thế và đồng chí đại đội trưởng thì chỉ huy hai tiểu đội là tiểu đội 10 và tiểu đội 11 thì chốt là tại cái trận địa ở đối diện. Thế vào đến khoảng 5 giờ sáng thì bắt đầu là địch là tiến công đấy, sang trận địa của ta. Thì trận địa đầu tiên mà có thể nói rằng là tham gia đánh trận đầu là thuộc đại đội 1 của cái tiểu đoàn 1 trung đoàn 24, người ta đối diện với cái ga Sơn Điêu là của phía Trung Quốc. Thế thì Trung Quốc khi phát động chiến tranh thì cũng cái sông Đậm Thi lúc bây giờ là nước nó cũng khá là lớn, cho nên là người ta dùng bằng cầu phao để người ta đưa quân sang để tiến công vào trận địa của mình. Thế thì đến khoảng 6 giờ thì bắt đầu là địch là chiếm được trận địa của đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 1 của trung đoàn 24, thì bắt đầu là hỏa lực là cối 82 cũng như là pháo bộ binh của địch là có thể nói rằng là pháo kích một cách dữ dội vào cái trận địa đồi Cây Đa và cái đồi đối diện giữa đơn vị đại đội 2 của tiểu đoàn 4 huyện Bảo Thắng là An Ngữ. Thế vào đến khoảng 7 giờ thì bắt đầu là địch là tiến công dữ dội sang trận địa. Thì thứ nhất là đầu tiên là đồng chí trung đội trưởng Hoàng Văn Khầm là bị thương rất là nặng. Thế và sau khi đồng chí Khầm bị thương thì đồng chí Khang là trung đội giao đồng chí Khang là có trách nhiệm là cõng đồng chí Khầm ra
đấy, khỏi cái khu vực trận địa để bàn giao cho cái lực lượng vận tải của trung đoàn 254, người ta tiếp nhận thương binh của mình. Thế sau khi đồng chí Khang bàn giao thương binh xong quay trở lại trận địa thì địch tiếp tục là pháo kích lần thứ hai, và đợt thứ hai thì có thể nói rằng một cực kỳ dữ dội luôn. Thế và đơn vị là có 4 đồng chí là hy sinh ngay trận đầu. Đấy, thứ nhất là đồng chí Nông Văn Lại, thứ hai là đồng chí Nguyễn Văn Thuận, thứ ba là đồng chí Lưu Trường Quân, và thứ tư là đồng chí Nghiêm Văn Lộc. Thì đồng chí Lộc cũng báo cáo chị Yến là cũng lại đúng là đồng hương em, lại cũng lại cùng thôn cùng xã, cho nên phải nói là cũng là rất là xót xa ngay trận đầu. Thế và đơn vị tiếp tục là nổ súng đánh chặn địch. Thế sau khi là địch tiến công thì đến khu vực cái cầu treo mà hôm qua là đồng chí Khang cũng đã có cái trao đổi đấy. Thế thì bị đơn vị là trung đội 3 của mấy em và tiểu đội 11 là tiểu đội hỏa lực Đại Liên, thì có thể nói rằng là khống chế địch một cách là rất là dữ dội. Thế và đơn vị hai bên chiến đấu phải nói rằng là rất quyết liệt. Thế và đơn vị em thì có thể nói rằng là cũng đã bị thương mất 4 đồng chí nữa. Thế và đánh đến tầm độ 10 giờ thì đơn vị là hết đạn. Bởi vì là tại sao nói từ hết đạn? Bởi vì hết đạn là chúng em lên đây là không phải là lên để phòng ngự chiến đấu, mà lên để tăng cường, cho nên là cái chi viện về đạn dược là cực kỳ là hạn chế. Thế khi đi là chỉ có mỗi một chiến sĩ là được giao là 4 hộp tiếp đạn để trong một bao xe. Thế và chiến đấu đến tầm 10 giờ thì chúng em hết không còn đạn nữa. Thế thì cũng báo cáo lên đồng chí đại đội trưởng. Thế thì đồng chí đại đội trưởng lúc bây giờ là đồng chí Đặng Trần Phùng là quyết định là cho đơn vị rút về cứ. Thế giờ chúng em gọi là cái cứ, tức là nó tại cái khu vực làng chung của xã Bản Việt. Thế và đến khoảng 12 giờ thì chúng em rút theo cái dông phía tây bắc đấy, của cái đồi cây đa đấy, qua cái yên ngựa của đồi cây đa thì chúng em xuống một cái khe để có cái đường mòn để rút về khu vực xã Bản Việt. Thế và khi đến dông đồi cây đa thì em cũng chính thức là người cũng bị mảnh pháo địch là cũng bị thương vào đầu, thế rồi vào cổ, thế nhưng cũng rất may là em bị thương nhẹ, thế nên là vẫn về cứu và tiếp tục là cùng với lại đơn vị là củng cố trận địa đấy. Thế và tiếp tục là chiến đấu ngày 18, 19 và ngày 20. Thì sau ngày 20 kết thúc thì tiểu đoàn là lúc bây giờ báo cáo chị là cái liên lạc nó không như bây giờ, chúng em chủ yếu liên lạc chạy chân, thế rồi là thông tin hữu tuyến là chủ yếu bằng đường dây. Thế nhưng đường dây thì xin thưa với chị là địch nó pháo kích như thế thì không dây nào lại được. Thế còn hữu tuyến 2W thì chị bảo là nó phải nói cho mình nói là nó rất là thô sơ, thế nên cái liên lạc cũng rất là hạn chế. Thế sau khi chúng em được lệnh rút thì cứ đánh, tức là phòng ngự địch, đánh kiểm chân địch, tức là đánh theo cái hệ thống mình gọi quân sự chúng em hay gọi là từ đánh rút, đánh theo từ cuốn chiếu. Thế thì 17, 18 là chúng em, 18, 19 là chúng em là chiến đấu tại khu vực làng chung. Thế sau đó thì đến ngày 20, 21 thì chúng em là rút dần xuống theo cái trục đường liên xã là thuộc khu vực làng chung để ra km 25 của huyện Bảo Thắng. Thế và đến ngày 27 và ngày 28 thì chúng em rút về cái 20, km 28 là thuộc cái thị trấn Đông Trường Phong Hải bây giờ đấy. Thế thì chúng em tiếp tục là xây dựng trận địa chốt. Thế và sau khi tiếp tục là được lệnh để chúng em chiến đấu xong ấy, thì là tiếp tục lại rút cuốn chiếu và chúng em về đến khu vực ngã ba Bắc Ngầm. Đấy, bây giờ là gọi ngã ba Bắc Ngầm là thuộc xã Xuân Quang của huyện Bảo Thắng. Thế và đánh trận cuối cùng là chúng em là quyết chiến ở đó thì cũng lại tiếp tục là thêm 4 đồng chí nữa hy sinh. Thế và 4 đồng chí hy sinh xong ấy, thì chúng em bàn giao tử sĩ xong thì là tiếp tục là được lệnh là cho rút về cái 43. 43 thì tiếp tục là làm công tác chuẩn bị xây dựng trận địa sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì là sau khi trung tâm ngày 27 chúng em rút thì là có cái lực lượng là thuộc cái sư đoàn 355 là của quân khu là đã điều động trung đoàn 118, trung đoàn 124 là người ta lên, người ta thay thế cái vị trí phòng ngự cũng như là chiến đấu. Thì chúng em là được rút về để tiếp tục củng cố lực lượng lại tại khu vực km 56 đấy, thuộc quốc lộ 70 là thuộc khu vực xã Xuân Quang bây giờ. Đấy thì đơn vị chúng em là được rút về đó thì bắt đầu là tiếp tục là củng cố để xây dựng doanh trại và xây dựng trận địa để sẵn sàng chiến đấu cho những cái đợt tiếp theo.
Thế thì về cái đơn vị em thì tại sao lại nói là mình là cái đơn vị tham gia đầu tiên? Bởi vì là nếu đúng ra thì phòng ngự thì chúng em không phải là cái lực lượng phòng ngự đầu tiên. Bởi vì là mình lên là xây dựng công sự trận địa cho đơn vị bạn. Thế cho nên là cái đơn vị đầu tiên là tham gia là chiến đấu đầu tiên của tiểu đoàn 4 Bảo Thắng là ngày 17 tháng 2 năm 1979. Thưa chị như vậy ạ. Sau khi mà rút khỏi cái đồi cây đa, dạ, thì mình tiếp tục, vẫn tiếp tục chiến đấu. Lúc đấy thì đại đội 2 là chiến đấu, cái đội hình của đại đội 2 hay chi đấy là sát nhập vào những cái đội hình khác. Chúng em rút về bản phê thì coi như về mình gọi là về cứ đấy. Là lại về là đại đội như em thì lúc giờ là ở tại cứ là có đồng chí chính trị viên đồng chí Phạm Văn Ngức, đồng chí Đặng Đình Hoan là đại đội phó, là ở lại chỉ huy xây dựng doanh trại cũng như là xây dựng trận địa là tại khu vực làng Trung của xã Bản Việt. Những cái mà như bạn nói ấy, là sau mình cứ rút dần và mình vẫn cứ tổ chức chiến đấu ấy, dạ, là mình còn mấy trận nữa đúng không? Vâng, báo cáo chị là ngày trận 22 và 23 là 17 tháng 2, thế và đến trận 26 và trận 27 là chúng em đánh trận cuối cùng. Bạn kể một trận, dạ, đi. Thì nói thật với chị là kể trận nếu mà ấn tượng của em nhất thì vẫn là trận đầu tiên. Bởi vì là tại sao em rất ấn tượng? Bởi vì là chúng em là các anh, các bác ngày xưa hay gọi là từ lính mới tỏ thế. Thế cho nên là trận đầu tiên thì quả thực là nó là những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất. Bởi vì mình chưa bao giờ nổ súng để mà con người với con người có những cái đối chọi nhau. Thế nhìn rõ giữa cái sống và cái chết. Thế và cũng như là giữa cái sự uất hận căm thù giữa quân xâm lược và hay còn gọi là từ bên chính nghĩa và bên phi nghĩa, thì quả thực đó là một cái điều em nhớ đời nhất mà cũng là trận đầu tiên là tham gia chiến đấu. Thế và cũng không có cái gì quên được là đồng đội mình lại đúng là bạn em đấy, lại cùng thôn cùng xã hy sinh trước mắt mình, đấy chị ạ. Ở cái trận đầu đấy thì em sử dụng vũ khí gì? Thưa chị, lúc giờ thì em thế thôi, chứ em vào quân đội em cũng tiến bộ ra phết ấy. Em bắt đầu vào thì em đã tiểu đội phó. Thế và đến lúc tham chiến thì em đã là tiểu đội trưởng, tiểu đội 11. Thế thì em sử dụng binh khí là súng tiểu liên AK. Thế còn là anh em đồng đội của em thì sử dụng là đại liên và RBD. Dạ. Lúc đấy là mình là lính tỏ te, thế thì đã biết bắn điểm xạ chưa? À, thưa chị là chúng em là vào là ít nhất cũng đã huấn luyện được 3 tháng rồi. Thế cho nên là bắn súng thì bọn em cũng hơi siêu đấy. Chứ không phải không thôi, em bắn đợt đầu mà tham gia người ta gọi là kiểm tra kết quả huấn luyện, mình gọi là tân binh ấy. Là em cũng thuộc đạn rồi, giỏi hết chứ không có bao giờ người ta yêu cầu luôn. Thế là khi ra trận là bắn cũng biết điểm xạ rồi, dạ, chứ không phải là xạ cả loạt. Nói chung chúng em điểm xạ thì hơi bị siêu đấy. Không phải con nhà kỹ thuật, nhưng mà nếu bộ binh thì chúng em điểm xạ hơi bị siêu đấy mà. Vâng. Vâng. À, quả thật là nói chuyện với các đồng chí bộ đội địa phương, mình cảm thấy rất là yên tâm với vùng Phên Dậu. Bây giờ nhắc lại cái chuyện ngày xưa đấy thì... Chưa nhắc lại thì thực ra mà nó là một là nó là một cái kỷ niệm, mà hai nữa là nó rất xúc động. Đấy, có thể nói như vậy. Bởi vì là trong chiến tranh thì thông thường là bao giờ cũng có mất mát. Thế nhưng mà không cái mất mát nào xót hơn là mình chứng kiến đồng đội mình ngã xuống ngay trước mắt mình. Thì hai bên đúng là đối diện trực tiếp nhau chị, gọi là mặt giáp mặt ấy. Lúc đấy là khi địch ở đấy là nó sang đất mình qua cái đường nào? Thưa chị là nó sang đúng theo cái đường mình gọi là, chúng em thì hay gọi là từ là ga Sơn Điêu. À, đối diện sang Bản Quẩn. Vâng, thì nó qua sông Nậm Thi. Thì lúc bây giờ thì... Nó vượt qua Nậm Thi, vâng, xong lại cái, đến lúc qua Nậm Thi nó vẫn chưa đối với mình. Nó qua nó Nậm còn Thi. Phải qua cái con suối gì, có tức là qua Nậm Thi thì sang luôn là cái chốt đầu tiên là thằng đại đội 1 của tiểu đoàn 1. Thế sau đó thì từ cái chốt đại đội 1 nó lại bắt đầu cơ động xuống và bắt đầu là qua cầu treo. Đấy, của cái thôn Bản Quẩn đó thì bắt đầu là trực tiếp là vấp luôn vào trung đội 3 của chúng em luôn. Mình cũng chưa tưởng tượng ra đấy, bởi vì là cái thôn Bản Quẩn theo như là hôm qua mà bác Hợi nói ấy, thì là cái chốt của bác ấy là cái chốt cuối, sau đấy là không có chốt nữa. Thế nó thế nào nhỉ? Hình dung là từ cái gác Sơn Điêu nó xuyên sang thì mình có một cái đồi, tức là nó nhô ra. Thì cái điểm cao này thì lúc giờ thì chúng em cũng không nhớ là cái điểm cao gì cả. Thế nhưng mà gọi là có một cái, đấy là có một cái đại đơn vị đấy, gọi là đơn vị hỏa lực là của đại đội 1. Vì cái chỗ đấy em nghĩ đấy được gọi là cái án ngữ đầu tiên. Đấy, sau cái đồi đấy thì thôi em cứ gọi là vắn tắt cho nó gọi là đồi Bản Quẩn.
Đấy. Thế thì trên cái đồi đó thì bắt đầu xuống bên dưới này là cái thôn Bản Quấn, vì nó cái suối nó chảy từ cái ngã ba sông Đậm Thi đấy, à không phải là ngã ba mà từ ga Thơ Điêu đấy. Đấy, vòng vào thì nó lại có một cái đường quấn như gần như cái vòng thúng. À. Đấy, nó mới ôm gọn cái xưởng trúc. À. Xong rồi nó mới lượn trở ra là để nó về khu vực Bản Phiệt. Thì có một cái cầu treo là qua, là qua cái suối này. Đấy, gọi là chúng em hay gọi là suối Bản Quấn. Thì trước đến còn có hai cái gốc cây sung rất là to. Thế nhưng bây giờ thì chắc là nó qua nhiều niên đại thì người ta cũng chặt đi rồi. Hôm qua hơi tiếc là mình nghe nhưng mình không hiểu. Dạ. Mình nghe nói cái cầu treo, mình lại cứ tưởng cầu treo là bắc qua sông Đậm Thi. Không, cầu treo này là bắc qua suối, là được gọi là cầu treo dân sinh ạ. Vâng. Chứ là nó nằm ở trên đất mình. Vâng. Chứ còn Đậm Thi là không có cầu. Vâng, Đậm Thi thì nó thả cái cầu phao để sang. Đậm Thi thì có cầu gọi là cầu Kiều, thì nó lại cầu khu vực Lào Cai cơ ạ. Dạ. Cầu đấy là cầu cửa khẩu. Vâng, vâng. Vâng, thế còn đằng này thì nó gọi là lối mở. Bây giờ là lối mở thì thuyền là chủ yếu. Thế còn Trung Quốc sang thì nó mình gọi là công binh là dùng cầu phao. Vâng. Xin cảm ơn em. Đại đội 2 của mình bây giờ còn đông không? Đại đội 2 của em bây giờ thì hiện tại báo cáo chị là hy sinh trong chiến đấu thì mất chính thức là 8 đồng chí. Thế còn về thì cũng tóm lại cũng bệnh tật, anh em cũng mất một số. Thì hiện tại bây giờ thì ở khu vực này thì chúng em còn khoảng 20. Mà đại đội của em cũng không phải là ít đâu chị. Lúc bây giờ là cũng vào hơn 60. Thế vừa rồi thì một số, mà hiện tại bây giờ vẫn còn một số đồng chí là mình gọi là mất tích. Chưa tìm được, không tìm được. Tức là ngoài 8 liệt sĩ ra, vâng, thì vẫn còn có những người mất tích. Vâng. Chứ còn nếu bị bắt thì nó lại khác, bị bắt thì sẽ trao trả. Bắt thì nó trao trả. Như đây anh em là chỉ bỏ hơn 40 năm rồi thì nếu mà có thoái ngũ, đảo ngũ thì chắc là cũng tìm ra. Vâng. Đến bây giờ thì em nghĩ rằng mất tích tức là anh em bị thương. Xong đó thì mình gọi là trong rừng ấy thì em cứ nghĩ rằng nếu mà 10 năm mà dân người ta có thể còn phát hiện là chỉ bỏ nếu mà đồng không bông quạnh mà nổi trên mặt đất thì chỉ bỏ thi thể con người được bao thời gian thôi chị. Vâng. Và bây giờ thì chúng tôi đang ngồi trên một cái quả đồi, nó cũng khá là dốc mà nó là đồi đất. Cùng ngồi với tôi là các cựu chiến binh của đại đội 2, tiểu đoàn 4 Bảo Thắng. Và đây là cái trận địa của họ. Hôm nay thì chúng tôi có lên đây và thắp hương tri ân những liệt sĩ đã ngã xuống ở cái trận địa này. Và bây giờ thì câu chuyện nó như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi qua lời kể của các cựu chiến binh của đại đội 2. Xin chào các anh em. Vâng, đầu tiên thì rất là cảm ơn các anh em đã chia sẻ cùng với Win Win câu chuyện của mình, cũng như là qua Win Win thì chia sẻ đến với các cựu chiến binh cũng như đồng bào cả nước về cuộc chiến đấu bảo vệ đường biên. Thì cũng cũng hơn 40 năm rồi. Thì hôm nay thì chúng tôi tổ chức cái cuộc hội ngộ người người để còn người để mất. Và hôm nay thì cũng ngồi trực tiếp cái nơi mà chiến trường xưa, chúng tôi trực tiếp cầm súng bảo vệ cái đất quê hương ở biên giới, ở đất Lào Cai. Thế bây giờ còn lại thì người thì vẫn còn mạnh khỏe, người thì đã bệnh tật thì cũng đã bỏ quê hương đi ra với tổ tiên. Bây giờ còn lại thì có mấy anh em ở đây thì chúng tôi hồi tưởng lại cái năm 79. Thì ngày 7 tháng 2 năm 79 thì chúng tôi để làm cái để lên đây thì có đồng chí Lộc với đồng chí Quân cũng rồi thì có đồng chí Khẩm, rồi thì chốt ở bên kia thì có đồng chí Lài và đồng chí Thuận. Thì lúc bây giờ chúng tôi thì cũng ở đây thì có đồng chí hy sinh, có đồng chí thì cũng bị thương. Thì chúng tôi cũng sau khi chúng tôi rút ra khỏi cái chốt này thì còn tôi với đồng chí Xín với đồng chí Lộc, đồng chí A trưởng là thằng Hùng, gọi Hùng Sứt đấy, thì rút lại còn có 3 anh em thôi. Lúc nào thì ở đây mình bắt đầu nổ súng anh? Nếu mà nổ súng thì lúc bây giờ thì bên mình, bên Trung Quốc ở bên mình thì lúc đầu chúng tôi đóng chốt bên kia, ở đồi kia thì bắn, thì mình với bên Trung Quốc thì cũng mình bên Trung Quốc bắn sang mình thì chúng mình cũng bắn sang cả cái đêm đấy.
thì bắt đầu gần đêm 16 ra ở đấy mình bán sang luôn Trung Quốc ấy. Trung Quốc bán sang mình thì mình mới bán giả. Đấy là mình bị động. Đấy. Hàng đêm như thế hay chỉ đêm ấy thôi? Trước đấy có những... Trước đấy thì cũng có cái chương trình là Trung Quốc họ cũng bán tỉa sang mình đấy. Ngay đồng chí Lài hôm mất ở cái chốt bên kia là đồng chí Lài hôm đêm gần sáng đấy là cũng bị bắn tỉa đấy. Không, chứ không phải là đêm trước thì có bao giờ Trung Quốc nó bắn pháo sang và mình bắn pháo lại không? À mấy đêm trước thì chỉ có lục đục bắn cái súng bộ binh thôi. Còn đến đêm hôm 16 16 ra dạng ngày 17 thì Trung Quốc mới bắn sang cả đêm đấy và đến sáng thì đến sáng tờ mờ là Trung Quốc là bắt đầu tràn sang bên kia, chúng tôi mới được lệnh chuyển về chốt bên này thì để an ngữ vào cái đồi cái chỗ kia là gọi là cái xưởng trúc đấy, cái cua cái nhà kia. Con ơi, quay màn hình lại cái. Quay màn hình cái chỗ cua ở chỗ kia là cái xưởng trúc kìa, gọi xưởng trúc cái 6 đấy. Là xong là cái bãi bên đây thì ở cái đồi có cái cây cột anten kia. Trước là mình chốt ở cái đồi có cột anten đấy. Đấy. Sau đấy là đến trong đồi, những ngày 17 chuyển sang đây hay khi nào thì chuyển sang đây? Sáng ngày 17 khoảng tầm khoảng độ khoảng 7-8 giờ đến 9 giờ nhỉ? Khoảng tầm 9 giờ. 9 giờ đêm. 9 giờ đêm tức là cái đêm hôm đấy bắt đầu nhá anh em tối là đêm 16. Đêm 16 tôi chuyển về đây an ngữ ở đây rồi. Rồi bắt đầu anh kể tiếp đến sáng. Xong là đến sáng là chúng tôi an ngữ ở đây bắn thì chúng tôi mới đồng chí Xín, đồng chí Quân, đồng chí Lộc thì an ngữ thì Trung Quốc mới tràn không sang được thì họ mới dùng cối hỏa lực và pháo. Thì để an ngữ thì mấy anh em tôi thì thì đồng chí Quân, đồng chí Lộc thì cũng chung nhau một quả pháo thì cái lý do đó thì cái hôm đấy thì lúc giờ để pháo nó cối nó bắn nhiều quá thì tôi mới đồng chí Quân, đồng chí Lộc thì mới rút về một chỗ ở cái chỗ bụi mai đây. Thì tôi mới đồng chí Quân mới hỏi tôi bảo mày còn thuốc lá không? À, tôi mới sờ vào túi quần này thì rút ra thì còn đúng một điếu thuốc đó. Thế tôi mới cắt đôi cái điếu thuốc ra. Thì tôi lấy một nửa, còn một nửa thì tôi cho đồng chí Quân với đồng chí Lộc, hai đồng chí là chung nhau một nửa. Hai đồng chí thì đúng ra chỉ tôi nghĩ là nếu mà không vì cái nửa điếu thuốc ấy thì chắc là chỉ có hy sinh một đồng chí thôi. Nói như này xem có đúng không nhá. Vâng. Tức là đêm 16, thực ra là trước đấy là các anh là chốt bên kia. Nhưng mà đêm 16 khi mà nó bắn pháo qua thì mình bắn pháo lại. Cả cái đại đội C2 là ở chốt bên kia. Vâng. Xong sau khi là Trung Quốc đã dùng hỏa lực bắn mạnh quá thì cái chốt bên đây thì mới chuyển cái bên của chúng tôi là B7. Chuyển lên B3 nhỉ. B3. B3 A9. Nghĩa là đại đội vẫn ở bên kia và chỉ chuyển sang đây một trung đội thôi. Một trung đội. Chuyển ngay từ cái sáng hôm đêm 16. Đêm 16. Khoảng tầm 9 giờ. Và đến sáng 17 thì khi mà nó tràn sang thì anh và cùng với đại đội của anh bên kia chắn ngữ ở cái đường này. Vâng. Đấy cái đường này cho Trung Quốc tràn sang mấy cái bãi kia thì là cái bãi bí mà phải... Sau khi thì mình ở đây mới kể cả đơn vị của mình cái C2 này và cộng với dân quân của cái địa phương đây. Đấy cùng ở cái dân quân ở địa phương đây thì cũng đóng ở cái chốt ở cùng đơn vị ở bên kia. Đấy cùng mấy đơn vị CB thì chuyển mất cái B3 về đây thôi. Thì chúng tôi an ngữ ở đây là trước là có cái kia là có cái bãi màu của dân bản ở thấp đây. Hơn chút ở phía kia. Thấp hơn ở phía kia. Thì bên đây thì có cái làng bản của người gọi là người dân tộc Nhắng đấy. Vâng. Người Giấy. Đấy. Giấy. Thì có cầu treo sang đây chúng tôi mới an ngữ, chủ yếu là an ngữ là ngữ ở cái cầu treo này, không là có suối ở đây thì cầu treo bắc suối mà. Thì chúng tôi chủ yếu là an ngữ là cái cầu treo mấy cái chỗ cái sáo đây. Đấy. Thì họ Trung Quốc không sang được thì họ mới cái cầu phao thì họ sang bằng cầu phao rồi. Cái B3 của anh là vũ khí là dùng cái loại gì? Vũ khí chủ yếu là vũ khí của bộ binh thôi. Có LBL rồi thì B40, B41. Có thế thôi. Trung đội của anh có bao nhiêu người?
Trung đội chúng tôi là cái ngày đấy là có 27 đồng chí. 27 người. Có 27 đồng chí thôi. Cái quả đồi này phía. Cái đúng rồi. Mà cái mặt bên kia thì sang thì theo như anh ấy mà bằng quan sát bằng mắt thường thì mình có nhìn thấy gọn không? Có chứ. À, nó đông không anh? Đông chứ. Trung Quốc sang chúng tôi còn phát hiện có người còn phụ nữ còn thậm chí còn đội cả muốn ăn sang mà. Thế à? Ừ. Đấy thì sau sang cầu treo này. Mà suối gọi là cái suối của bên mình thôi. Đấy. Cái suối này là suối con ở đây này. Thế xong đấy thì các anh chiến đấu được bao lâu thì là mình phải bỏ trận địa? Cả cái đêm hôm đấy nhá, xong là đến sáng. Đến sáng thì khoảng tầm cũng muộn rồi nhỉ, 9 này lúc khoảng tầm... 5 giờ bơi nổ súng, 9 giờ. Khoảng tầm 9-10 giờ đấy. Là lúc giờ là người thì bị thương, người thì hy sinh. Tức là thì... được mấy tiếng đúng không? Được mấy tiếng cũng gọi là tầm khoảng... 5 đến 9 giờ. Đấy thì bắt đầu rút theo kiểu gì? Thì lúc bây giờ rút thì bây giờ thì gọi là bây giờ chúng tôi thì bắn ở cái chốt này gọi lựu đạn ném hết rồi. Mà trước đây cái đồi chân đồi đây là họ rồng sắn cơ. Họ rồng sắn mà cũng quang như này mà dễ ấy thì thấy Trung Quốc mà lên thì cái đấy chúng tôi mới đồng chí xin với còn lại một số đồng chí đấy thì cũng cứ bắn hết đạn rồi thì cứ sẵn một cái hòm lựu đạn. Lựu đạn của mình đã trang bị từ trước đấy. Thì chúng tôi mở ra thì chúng tôi ném hết cái lựu đạn trong bản như bản thân tôi thì đúng hồ tôi là ở cái hỏa lực ôm khẩu súng LBL là bắn ăn ngứa kia thì không ấy thì cũng lúc giờ cũng không còn đạn nữa đâu. Thế là lúc rút ra thì khỏi cái chốt này thì tôi mới đồng chí xin đồng chí Lộc thì rút sang cái mé bên kia thì tụt sang này vượt qua đồi là tụt sang bên đằng sau. Mà lúc bây giờ thì hình như là lúc có khi tôi với đồng chí đồng Lộc Giang đây có khi cả đoạn đây là toàn Trung Quốc hết rồi này. Đấy, ở cái đoạn mấy anh em ngồi này. Tức là nếu mà chậm có khi bị bắt sống ấy. Ờ đấy. Không còn một viên đạn nào nữa hết. Còn đâu đúng cái bắn hết đạn thôi cả. Bắn hết đạn, ném hết. Có liên lạc. Lưu đạn ném hết rồi. Có liên lạc được với bên đại đội. Làm gì có máy gì mà liên lạc. Thế sau khi mà anh rút đi rồi thì có gặp lại anh em bên đại đội. Có chứ. Thì họ cũng họ rút lúc nào anh có biết tình hình ở bên đó không? Không. Cái đại đội chính ở bên kia thì họ rút lúc nào chúng tôi cũng chả biết. Mà chúng tôi rút lúc nào thì đơn vị cũng chả biết là chúng tôi rút khỏi cái nơi này. Lúc giờ còn đi đâu? Thế xong quay lại về sau này thì có gặp lại nhau chứ? Có chứ. Có, vâng. Cái ngay buổi chiều hôm đấy thì chúng tôi lại gặp nhau ở cái đoạn ở dưới này rồi. Gặp ở chỗ về, rút về tiểu đoàn. Là chỗ mình ở lúc nãy ấy. Đấy. Vâng. Rút về đấy. Cái đại đội mình. Thế đại đội của mình thì thiệt hại có nhiều không? Thương vong ấy. Tôi thì cũng không nắm rõ được về sau thì cũng tản mát thì cũng chiến đấu từ cái đây xuống đến tận dưới kia mà. Tức là thì, sau đấy các anh lại tiếp tục chiến đấu. Vâng, vẫn cứ tiếp tục chiến đấu từ lập chốt vẫn cứ đánh suốt mà. Đánh suốt từ đây xuống tận Phú Lu mà. Xuống tận Phú Lu. Ờ. Đấy là cái trung đội của anh sau. Tức là về lại cả lại tập trung vào cái xe 2, lại tập, còn lại ba đồng chí bị thương thì đấy. Vừa đánh vừa rút, gọi là vừa giữ vừa rút đấy. Vào cái chỗ mấy anh em mình qua đây thì hôm như rút đấy, quay lại cái đồi đấy thì còn cái chúng tôi còn bị mấy loạt cái H-12 của bên Quốc nó bắn sang ấy, còn hôm đấy cũng bị thương mấy đồng chí. Đấy. Thế là mình đánh chết tại địa, chỗ này là hy sinh mất bốn vị. Trận địa này là mình hy sinh mất 4 người. Mấy đồng chí bên kia 2 người, bên này 2 người. Mấy đồng chí trung đội trưởng đồng chí Khầm thì bị thương thì ngồi đấy cái hầm chữ U đây. Thì tôi trực tiếp là sau khi đồng chí bị thương xong tôi mới đồng chí Tính thì tôi trực tiếp cõng đồng chí Khầm chạy xuống đây. Xuống xuống đây thì chạy qua cánh đồng này thì tôi nhớ tôi bắt đầu xuống đến chân đồi một cái thì tôi nghi là lúc giờ tôi cong một đồng chí Khầm đi qua cái đoạn kia thì có gặp 2 người thì lúc giờ qua đây thì có mấy quả pháo nó bắn đấy nhưng mà lúc giờ mình cũng chả biết sợ cứ cong đồng chí Khầm chạy qua cái đoạn tận mãi ngoài kia. Thì mới gặp cái đơn vị gọi đơn vị vận tải ấy, nữ ấy. Thì mới chuyển đồng chí cho cái đơn vị vận tải. Xong là tôi lại quay về chỗ đây. Đấy, xong lại tiếp tục chiến đấu.
nghĩa là cõng đồng đội bị thương của mình về ra cái nơi phía sau đấy. Ờ, phía sau. Sau lại quay trở lại trận địa. Lại quay về đội đây, lại chiến đấu tiếp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn cùng với tôi hành quân theo bước chân của những chiến sĩ tiểu đoàn 4 Bảo Thắng. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một cựu chiến binh của tiểu đoàn 4, anh Bùi Văn Tiến. Vâng, xin chào anh Tiến. Vâng, em chào chị. Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn anh đã tham gia cùng với chương trình, chia sẻ câu chuyện của mình và để giới thiệu đến với khán giả của Winwin Việt Nam một tiểu đoàn của huyện Bảo Thắng. Vâng. Vâng. Chúng tôi rất là muốn biết bà con mình đã chiến đấu bảo vệ quê hương như thế nào trong cái giai đoạn tháng 2 năm 1979, và anh là người trực tiếp tham gia trong cái cuộc chiến đấy, thì chúng tôi rất là muốn được nghe câu chuyện của anh. Vâng, xin mời anh. Vâng. Báo cáo với chị là em thì được năm 78 được biên chế vào được nhập ngũ và biên chế vào đại đội 3 của tiểu đoàn 4 Bảo Thắng, và được tham gia trực tiếp đánh nhau với quân Trung Quốc ngày 17 tháng 2 năm 1979, tức là trong cái giai đoạn của những cái năm tháng 2 năm 79 đấy, là tiểu đoàn 4 bọn em nói chung và là đại đội của chúng em là được tham gia và chiến đấu trực tiếp với quân Trung Quốc xâm lược. Thế thì chúng em có một cái niềm tự hào là con em của huyện Bảo Thắng và đứng trong đội ngũ của một tiểu đoàn bộ đội của một huyện Bảo Thắng và chiến đấu tại quê hương mình. Cho nên là cái lớn lao nhất là chúng em tức là bảo vệ chính cái mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Cho nên quân Trung Quốc khi chúng đã hùng hổ sang Việt Nam mình, tấn công Việt Nam mình, và chúng em cũng là những cái người trực tiếp những năm đó đang là bộ đội, cho nên được trực tiếp đánh nhau, cho nên là cũng nói thật với chị là rất là hăng máu. Và chỉ mỗi tiếc là sau đó rút kinh nghiệm xong, chúng em chỉ tiếc là cái chỉ huy của mình có những cái trục trặc và cái liên lạc của mình có những cái không được đồng bộ, cho nên là mình không có được thành tích lớn. Chứ nếu như mà có chỉ huy tốt và liên lạc tốt, thông suốt thì có thể gấp 3 lần Trung Quốc ấy cho bọn em vẫn đánh được. Bởi vì khi chúng nó tấn công lên ấy, thì chúng em thấy rằng là nó cũng không có chiến thuật, kỹ thuật gì cả. Thì là đến ngày 17 tháng 2 đã, sau khi là đại đội em là một cái đại đội mà nhận nhiệm vụ là chúng em xuống cái quả đồi chỗ cây 11 rưỡi ở Bản Cầm ấy. Sau khi ở đấy thì đến từ ngày 17 đến ngày 21 là chúng bắn pháo rồi là vào đơn vị em rất nhiều. Thế trong khi đó cũng có một số các đồng chí đã bị thương rồi, về tuyến sau rồi. Thế thì đến ngày 21 là em nhớ mãi là khoảng 9 giờ thì bọn em đang trực ở đấy thì Trung Quốc nó lên. Đấy, trong đó có em này, đồng chí Long này, đồng chí Triệu Dùn Sinh. Đấy là người Mán dân tộc ở Phú Nhuận đấy. Và người lát nữa em sẽ kể cho hành động ấy, thì thực ra mà nói nếu mà ấy thì đúng là thực sự là một hành động anh hùng. Thế thì khi mà Trung Quốc nó lên, nghe thấy tiếng Trung Quốc lên thì chúng em cũng đã là cái tổ bọn em 3 người đấy vào Trung Quốc lên. Thì 3 anh em bấm nhau thì nó lên gần đến nơi rồi. Thì bắt đầu chúng em lổ súng và Trung Quốc nó giạt xuống. Thì ở cái quả đồi sườn bò nghiêng như thế này, đồng chí Triệu Dùn Sinh thì cao, không bắn được, đứng lên ôm khẩu RBD này bắn, mà chúng nó chạy giạt về phía dưới. Thế nhưng cũng chính vì em mới nói là cũng chính vì cái thông tin liên lạc của mình không có, cho nên khi chúng nó không lên được thì chúng nó bao vây. Đấy, trong khi đó chúng em không được sự hỗ trợ của tiểu đoàn, bởi vì chúng em nhận nhiệm vụ của trung đoàn rồi, tách ra khỏi tiểu đoàn rồi, lên nhận nhiệm vụ thì không được sự tức là liên lạc với trung đoàn, cho nên bọn em bị vây cô lập một đại đội bọn em ở đó. Và sau đó thì dẫn đến những cái mất mát rất đáng tiếc. Đấy, năm đó là cái thời khắc mà từ 21 đến 23 tháng 2 năm 79 là như thế chị ạ. Lúc nãy bạn có nói là cái chỉ huy mà không tốt thì có nghĩa là như nào? Tức là cái liên lạc giữa trên xuống dưới, chỉ huy thì là
người trực tiếp chỉ huy là tốt, nhưng không có thông tin, tức là từ trên xuống dưới để thống nhất rằng lúc nào đánh và lúc nào được phép rút, để không bị những cái đội quân bị bao vây như thế chị ạ. Cho nên chính vì sự không có thông tin cho nên chúng em mới bị vây. Cái không có thông tin thì anh có biết là lý do vì sao không? Lúc ấy là một đấy là cái máy vô tuyến ấy thì bị Trung Quốc, như lúc đó em không làm cùng với lại thông tin, nhưng được anh em sau đó anh em nói lại là bị nó khống chế về cái thông tin vô tuyến, còn hữu tuyến giải ra thì bị nó đứt, bị nó không thể liên lạc được, mà chỉ bằng là vận động thôi. Vận động thì từ trung đoàn đến chỗ bọn em thì có nghĩa là cái lệnh đó nó không được xuyên suốt, cho nên là nó bị tắc. Cho nên chính vì như thế khi được lệnh rút thì chúng em không nhận được lệnh rút, cho nên chúng em mới bị vây. Tức là có lệnh rút nhưng mà cái chỗ của mình thì là không không nhận được lệnh ạ. Sau đó trinh sát của trung đoàn có nói bảo khi quay lại tìm đơn vị em thì là đơn vị em đã rút rồi, nhưng thực tế mà nói là không phải là như thế, mà khi không rút được thì chúng em đã phải ém xuống lòng khe và sau đó là buộc phải giải tán đơn vị. Anh kể lại tình tiết từ khi bị bao vây. Vâng. Từ khi bị bao vây. Bao vây thì mình, tức là đầu tiên là mình chiến đấu này. Vâng. Nhưng sau đấy thì nó mới phát hiện ra là tất cả những cái nơi khác không còn nữa. Chỉ vâng. còn có một mình cái, không hiểu tôi hiểu vâng đúng không? Vâng ạ. Chỉ còn có mình cái đại đội mình ở đấy thôi. Vâng ạ. Thì nó lập tức nó là vây cái trận địa đấy mà vâng. hôm qua mình đi rồi đấy. Vâng. Vâng, thì khi nó vây như vậy thì từ cái lúc mà bắt đầu bị vây đấy thì một là mình còn nhiều đạn nữa không, hai là mình còn chiến đấu nữa không, hay khi mình phát hiện ra các trận địa khác im tiếng súng rồi thì lúc đấy là mình bắt đầu là phải có một cái kế hoạch. Thế anh có thể chi tiết hơn cái đoạn đấy được không? Vâng, như thế này, khi mà vẫn là trong cái lúc mà vẫn là căng ra là chiến đấu, chờ địch lên chiến đấu, chúng em là những người tức là phòng ngự thôi, thế cho nên là chờ địch lên chiến đấu thì tự nhiên thấy tiếng ô tô chạy xuống đường nhựa rồi. Đấy, thấy tiếng ô tô chạy xuống đường nhựa thì đồng chí đại đội trưởng rất là tỉnh táo và thôi các em ơi, Trung Quốc đã bao vây chúng ta hết rồi. Thì bắt đầu là thủ trưởng mới giao cho, đầu tiên là ba người, đồng chí trưởng này, là bây giờ hiện giờ đồng chí vẫn còn sống, bây giờ làng đo của huyện Bảo Thắng ấy, đấy, xã Thái Liên. Và hai liệt sĩ nữa đã hy sinh rồi, tức là anh Hoàng Công Tạo và anh gì đó em quên mất tên rồi, tức là ba người đi tìm đường để cho đơn vị rút, thì giao cho đồng chí trưởng ở lại và hai người đi bám đường thì bị Trung Quốc vây, là đồng chí không quay lại được nữa. Thế là trưởng quay về báo cáo với đơn vị là các anh đã bị hy sinh rồi. Thế sau đó lên thì là khi nếu nói về đạn thì hầu như chúng em chiến đấu chưa được nhiều, cho nên là đạn của cơ số đạn ấy thì chỉ có 3 băng đeo với 1 băng ở súng thôi, nó không đáng gì cả, một cơ số chiến đấu trực tiếp thôi, cho nên là đạn dự trữ thì hầu như là không có, bởi vì nhận dụ vụ cái là đến chốt cái là đào hố là chiến đấu thôi, thế cho nên là đạn để mà ứng cứu là chưa có. Khi đó thì đại đội trưởng xác định là bị bao vây rồi và đi kiểm tra thì coi như địch ba phía đã đầm, là chỉ sáng mai là nó lên chốt thôi. Thế thì chiều hôm đó đại đội trưởng mới họp chi bộ lại và quyết định là rút khỏi, tức là ly khỏi đều khỏi khỏi cái quả đồi đó để xuống cái lòng khe, và khi đi thì ông thủ trưởng chỉ đạo là đi đến đâu thì xóa vết đến đấy, không cho nó biết rằng là có một cái đơn vị rút khỏi đây. Thế thì nằm xuống cái khe đó mà hôm qua chính là chị lên chị thấy rồi đó. Thì lên trên đấy, sau khi mà thủ trưởng xác định rằng nếu như bây giờ rút trong cái đội hình cả đời đội thì có nghĩa là hy sinh hết. Thì bây giờ chỉ cầu mong rằng ai sống được khi trở về thì báo cho mọi người biết rằng cái giờ này, cái phút này ở có một đơn vị này đã bị bao vây như thế và cách giải quyết của thủ trưởng đơn vị là như thế. Thì chính trị viên đại đội, rồi đại đội phó, rồi đại đội trưởng quyết định là chia thành từng phân đội một, tức là 3 người, 5 người để đi, thì cứ 2-3 người miền núi thì lại phải đi ghép cùng mấy người miền xuôi, bởi vì người ta không thuộc đường.
Thế và chỉ dặn là cứ hướng Nam tiến và gặp đơn vị nào cũng sát nhập vào đơn vị đấy, để về làm sao đó để báo cáo với tuyến sau rằng có một đơn vị là bị vây và chiến đấu như thế. Thế sau đó thì cũng may mắn là em là một trong những số mà thoát khỏi để về. Còn lại đồng đội thì khi gặp địch thì là cũng chiến đấu rồi là cũng nổ súng, thì cũng có những người đã hy sinh. Đấy, em mà cái lúc mà đi thì còn lại 4 người bọn em trong một tổ thì 2 người đã hy sinh. Tức là anh Trần Quang Cánh là nhà Phú Nhuận và anh Tạ Văn Cân là nhà Hà Sơn Bình. Hai anh đã hy sinh. Còn em và Nguyễn Văn Cấp đã trở về được với đơn vị. Em có nói là cái ở khi mà chia ra thành từng nhóm ấy, thì chia người miền xuôi cùng với người miền núi, để cái người miền xuôi thì không biết đường và cũng không leo trèo được. Vâng, vâng. Thì mình tưởng là tiểu đoàn của mình là tiểu đoàn Bảo Thắng này là chỉ toàn là con em của Bảo Thắng chứ. Vâng ạ. Thì để em lại nói như thế này, tức là ban đầu em, tức là tất cả là chủ yếu là người Bảo Thắng. Thế nhưng khi mà cái đại đội em là đại đội thành lập sau cùng thì là thiếu mất hơn 20 người. Thì mới lấy quân đội quân của Hà Sơn Bình là sư 41 lên bổ sung 26 người. Đấy, cụ thể là đại đội em có 26 người Hà Sơn Bình. Đấy là các anh ấy hiện giờ là có một số anh, ví dụ như anh Đam, gì đó là cũng bị Trung Quốc đợt đấy là bị thương xong bị Trung Quốc bắt, bây giờ nó đã trao trả. Và thường năm là những cái năm kỷ niệm đơn vị là các anh vẫn lên đơn vị này, các anh chơi, các anh thăm. Vâng. Sau khi rút ra rồi thì về lại đội hình của tiểu đoàn thì mình có còn tham gia chiến đấu nữa không? Có ạ. Chúng em khi mà chúng em trở về đấy, lại nói như thế này, khi mà chúng em là gần Tết năm 1979 ấy, thì tiểu đoàn chúng em lại sát nhập với trung đoàn 254, là một tiểu đoàn của trung đoàn 254. Thế nhưng đánh nhau xong ấy, thì người ta lại bàn giao về cho huyện Bảo Thắng. Thế nhưng trong bàn giao đó thì thiếu đại đội 3, tức là đại đội em, không có người để bàn giao. Cho nên chỉ bàn giao 3 đại đội và một tiểu đoàn bộ. Bởi vì trong lúc đấy bọn em bị bao vây là chưa về được. Cho nên là vẫn có cái báo cáo của huyện đội Bảo Thắng là còn một đại đội nữa vẫn chiến đấu chưa về. Thực sự là đấy là đại đội em. Thế xong bao lâu nữa thì cái đại đội của em về được đủ? Tức là sau đó tản mát chị ạ. Như chúng em là 11 tháng 3, em và bạn Cấp là ra khỏi vây. Về thì lại là tiểu đoàn em lại đóng quân ở đúng ở cái xóm xóm Hoa Kiều ngày xưa đấy chị ạ, của người Hoa Kiều người ta ở đấy. Thì là tiểu đoàn đóng ở đấy và em đã sang em báo cáo toàn bộ sự việc ấy với tiểu đoàn. Báo cáo với tiểu đoàn trưởng rồi là ban chỉ huy tiểu đoàn đấy. Thì bảo thôi bây giờ các đồng chí nào về thì được đồng chí nào thì coi như là cứ ghép với lại tiểu đoàn bộ. Bây giờ là ban chỉ huy đại đội là không còn, thì khi nào trở về đến đâu thì trả lại đại đội đến đấy. Còn trước mắt là ở về với trung đoàn, rồi về với tiểu đoàn. Và kết cục thì mình về được nhiều không? Khi em còn nhớ như thế này, khi mà một số anh bị thương xong đó là cáng về tuyến sau rồi đấy, thì khi bị bao vây là còn, em nhớ chính xác, bởi vì em không nhớ chính xác là bởi vì em chỉ là người lính thôi, lắm quân số thì chỉ biết là còn hơn 50 người. Nhưng khi trở về trọn vẹn như bọn em là còn có 17 người. Thế còn một số các bạn là mất tích này, còn một số các bạn là bị thương sau đó là bị Trung Quốc bắt này. Đấy là báo cáo chị như thế. Còn đúng 17 người tròn trịa là về được. Đó. Sau hết chiến tranh mình gặp lại nhau ấy, thì có mất nhiều không? Vẫn cái đại đội đấy. Vẫn cái đại đội đấy thì mất nhiều chị ạ. Tức là cái lúc đó là báo cáo mất tích này. Bởi vì là hy sinh trong cái lúc đó chỉ là mất tích thôi chị ạ. Đúng rồi. Thế thì sau đó là cái số mà bị Trung Quốc bắt ấy trả về cũng không được thông báo. Cho nên chính là bọn em cũng không nắm được là cái số Trung Quốc thả về là lúc bấy giờ là có bao nhiêu. Bởi vì đến bây giờ chị hỏi bất ngờ quá, thành ra em biết là có những người đã mất rồi. Có những người mất vì bệnh tật rồi này khác rồi là em nói sợ không chính xác lắm, nhưng mà cũng là
chỉ về được khi tập trung lại đơn vị chỉ còn được khoảng là hơn 20 người thôi. Đấy. Còn lại là cái số bị bắt thì sau khi trả đi thì là người ta đã chuyển đơn vị khác. Chắc trả thì cũng ra quân. Vừa nãy em có nói trong đơn vị của mình có một người bị bắt mà trả về xong vẫn sinh hoạt với anh em ấy. Vâng ạ. Thì đấy là bạn Đam ạ. Vâng. Thì cho mình hỏi cái này cái nhé. Người ta cứ bảo là những người mà bị Trung Quốc bắt ấy, thì sau đấy sang đấy thì họ tiêm cho cái gì đó cho nên về thì thường là bị ngớ ngẩn này kia, thì có phải không? Với bạn em thì em đã hỏi trực tiếp rồi, em rất quan tâm, bởi vì bạn em lên đến đây chơi thì nó mới kể như thế này. Sau khi mà đoàn của chúng tôi đi cùng với ban chỉ huy đại đội đấy thì là tôi bị là M79 của nó từ trên nó bắn xuống. Trong đó là chính trị viên bị thương và tôi bị thương, thì trong lúc cái mịt mù khói súng thì không biết, thì khi tôi tỉnh dậy thì là Trung Quốc đã khiêng bọn tôi lên đến chốt của chúng nó rồi. Và sau đó bằng cách nào đó thì lúc tỉnh lúc mê thì chúng tôi đã về đến Trung Quốc. Thế thì như bạn em kể, không nói thêm và nói bớt, tức là nó cũng không bị, đến bây giờ nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế và nó khi nó bị thương thì đến lúc nó cũng ở bên đấy nó cũng không bị tra tấn gì, mà đến lúc khi trao trả về thì cũng là lúc nó vừa ra viện thì được trao trả về, cũng không bị Trung Quốc đánh hoặc tra tấn hoặc là một cái gì đó như là một số người kể. Thì cái việc đó, hoặc là nó cũng không, bạn em cũng không bị phải học tập rằng Trung Quốc tốt hay Việt Nam xấu, hoặc không được học một cái gì cả, bởi vì nó là thương binh đấy. Thì nó ra viện cái thì là cũng là lên đường để về Việt Nam. Đấy, khi nó về thì vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên là còn những cái người mà lành nặng thì lại em không gặp, em không biết là những người ấy là người ta nói đúng hay không. Thế còn chính trị viên và đại đội trưởng của đơn vị thì sau như thế nào? Sau khi mà giải tán đơn vị xong chị ạ, thì đây cả là một câu chuyện rất là dài. Thế sau khi mà ông ấy họp toàn chi bộ xong, ông nói bây giờ là chi bộ này đang bị bao vây, cả đơn vị đang bị bao vây, đồng chí nào là những người cảm tử đứng ra để bảo vệ chi bộ để thoát khỏi cái vòng vây này. Đấy, thì trong đó này có 3 đồng chí cán bộ đại đội và 1 đồng chí cán bộ trung đội là đảng viên thôi. Thì trong đó lại có 1 đồng chí y tá và 1 đồng chí liên lạc nữa. Đấy, thì cái đội ấy là hơi đông, 5-6 người. Thì là bảo đưa cái chi bộ này ra. Thì trong 5 người giơ tay đấy thì em là 1 này, anh Dũng là 2, Cấp là 3, anh Cân, anh Cánh. Thế còn 2 người Hà Sơn Bình nữa là anh Mạnh và anh gì đó là cũng giơ tay lên, nhưng người các anh ấy không lấy người miền xuôi và cảm ơn các đồng chí và tuyên dương ngay tại trận địa. Còn 5 đồng chí này bây giờ là đi bám đường để đưa chi bộ rút ra khỏi cái vòng vây, tức là thủ trưởng em phân tích là địch có thể đi hết mọi rừng nhưng không đi hết được mọi bụi. Chúng mình luồn lách để đi và gặp địch tránh không lên chiến đấu nữa. Bởi vì chúng mình lên nhẹ nhất, lên có 2 băng đạn buộc cháo nhau thôi. Còn lại những cái gì đó nặng lề hoặc là bao lô, ba liêng lại bỏ lại hết. Chị ạ, tất cả là bọn em bỏ lại đồ hết. Mà chỉ là 2 băng đạn buộc cháo nhau và mấy quả lựu đạn thôi. Thế thì khi bọn em, 5 người bọn em bám được đường rồi thì giao cho 3 người ở lại để giữ bám đường đấy. Thì bọn em quay lại đón chi bộ. Thì lúc ấy các đồng chí vì sốt ruột quá hoặc là vì cái gì đó thì tìm không thấy, thì các đồng chí đi hướng khác. Cho nên 5 anh em bọn em đi thì em kể riêng cái top 5 anh em bọn em, đã là 5 anh em bọn em lên trên rừng ấy, thì gặp 2 người cùng đại đội nữa đi ở trên đấy, thì coi như là bảo thôi đến 7 anh em đi. 7 anh em đi thì lên đến cái chốt 428, tức là cái điểm cao 428 chị ạ. Là cái đài quan sát của tiểu đoàn trước đây ấy, cũng là một cái mắt thần của khu vực ấy. Thì là gặp địch, bọn em cũng nổ súng, sau đó rẽ ra thì 4 thằng bọn em đi với nhau và 3 người kia là tách ra đi với nhau, bởi vì nó phân chia lực lượng mất. Thì 4 người bọn em thì sau khi đó để gặp địch thì hy sinh mất 2, còn 2 em với bạn em, bạn cấp em trở về được rồi. Và có lẽ là các cái nhóm khác thì cũng đều như thế. Vâng.
cũng có nhóm trở về được hoàn thiện, là bởi vì là như thế này, bốn đứa chúng em gặp, năm đứa chúng em gặp, hai người nữa là bảy người. Thế thì khi gặp nó là lổ súng xong chia tay là ba người lại về được trọn vẹn. Các anh ấy lại ra thế nào, ra được đường sắt và các anh chặt chuối, các anh ấy lại xuôi theo dòng sông Hồng các anh về được. Thế còn bọn em đi thì cứ gặp nó lung nhung hết ở trong cái trại, khu vực trại 2 đấy chị. Thì nó ấy ở đấy mà. Cái đi đâu đụng địch đấy. Vâng, đi đâu đụng địch đấy. Tuy rằng nó không dày nhưng mà nhớ lời của thủ trưởng nói là làm sao tránh được nó để về được với tuyến sau. Chứ còn bây giờ sức của anh em mình một cái tổ như thế, nó gặp địch ở giữa đường thì không nên nổ súng nữa. Đấy. Đúng là cũng có rất là nhiều những câu chuyện mà thực sự là cái việc cần tìm những mảnh ghép là rất quan trọng. Bởi vì không thể nhìn qua một cái câu chuyện hay là một cái đơn vị nhỏ hay một tốp hay một chiến sĩ để đánh giá cả một cái cuộc chiến. Vâng. Vâng. Ngay trong cái tiểu đoàn 4 của mình thôi, có 4 đại đội nhưng mà cũng mỗi đại đội một hoàn cảnh. Vâng. Vâng. Như câu chuyện của Tiến chẳng hạn thì mình cảm thấy khi một cái đại đội bỗng nhiên bị chia cắt và bị bao vây ra khỏi cái đơn vị của mình, và cái ý chí tìm trở về đơn vị của anh em thì quả thật là cũng rất là đáng khâm phục. Ở đây thì Tiến đi từ ngày 21 nhỉ? Vâng, 23. 21 bị đánh nhau thì 22 là im thấy tiếng súng, thì chiều 22 thì là nó đã đi ô tô ấy rồi. Thế là chúng em này chia cách tách nhau là chiều ngày 23. Chiều 23 là bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ. Vâng ạ, vâng ạ. Và đến ngày bao nhiêu thì là mình về được, đến gặp được đến tiểu đoàn của mình? Em là 11 tháng 3. Lâu thế. Vâng, 11 tháng 3 tức là em cứ đi ở trong rừng thôi. Thế sau đó bắt đầu mới gặp bộ đội, mà suýt nữa lổ súng giết bộ đội mình. Có 3 ông đi với nhau. 3 ông thì lúc bấy giờ tức là các ông là lính trinh sát của quân khu. Thế thì bọn em đi trong rừng, bọn nó thì rút ở ngoài đường sắt đấy chị. Tức là bên lúc chúng em ở đấy là không có đường ô tô mà chỉ có đường sắt thôi. Thì sau khi chúng nó rút khỏi đường sắt rồi là bộ đội lên, tức là nó rút đến đâu thì bộ đội mình lên đến đấy. Thì ba anh này đi vào cái khu, cái bản đấy thì chúng em vừa trên rừng xuống. May mà các anh chợt nói rằng là nói tiếng Việt. Các anh bảo đây thì nó đốt mấy cái chỗ này chắc là Trung Quốc đốt, chứ không phải là ấy là chứ không phải trước khi dân rút người ta đốt. Thế em bảo lạ nhỉ, tại sao lại nói có tiếng Việt. Thế thằng bạn em bảo thôi cứ bắn đi cho nó tiện, bắn luôn đi được không, nhỡ đâu. Thế thì thấy ba ông hùng hổ lắm, thế là thấy tiến vào cái khu vực ấy thì bọn em lấp ở trên rừng xuống. Mà cái dân em còn nhớ là cái về sau đấy gặp cái anh Xanh, tên là Xanh, người dân ở đấy thì là người ta cũng sau ba anh bộ đội đấy, anh bảo chúng tôi làm nhiệm vụ riêng các ông không có quyền hỏi. Thì các ông lại tiếp tục đi, thì một lúc sau thì có anh Xanh xóm ở đấy, anh bảo là tôi về. Thì thực ra mà nói là lúc ấy dân cũng những cái người mà đi theo chân bộ đội cũng đã có những người là đã dám về rồi. Đấy, lúc ấy giờ bọn em mới biết rằng là Trung Quốc rút qua đây ngày hôm trước rồi. Cứ đi suốt mấy ngày như thế thì hai anh em ăn uống như thế nào? Này, kể cho chị nghe như thế này. Có những, đây là một cái điều tức là không biết có nên kể hay không. Nhưng chúng em đói quá chị ạ. Thế thì ở miền núi này thì thường người ta cho gạo vào cái ống bương ở trên ban thờ người ta thắp hương. Thế thì vào xem dân có thức ăn gì thì nhặt. Và lấy, đúng chúng em lấy gạo ở trên cái bát hương đấy. Cũng không thắp hương đâu nhưng cũng khấn nôm. Rằng xin các cụ bây giờ giặc giã như này anh em đói quá rồi. Xong mang nồi vào đồi nấu đấy chị ạ. Vâng. Thế là cứ đi như thế. Vâng. Mình có xác định được là mình sẽ đi về đâu không? Hay cứ đi lung tung vậy thôi? Em thì nói thật với chị là em là lính trinh sát đào tạo dở. Cho nên là em biết được mặt nào mặt đông, mặt nào mặt tây. Mà em nhìn hòn đá em có thể biết được mặt nào mặt đông, mặt tây. Thì hai mặt còn lại, tức là mặt có ánh nắng mặt trời và ấy thì nó có rêu và không có rêu. Hoặc nhìn cây thì một bên nó có rêu, một bên không có rêu. Tức là cái ấy thì em biết được là đâu là đông, đâu là tây.
thì còn hai hướng còn lại. Thế thì xác định là cứ hướng Nam về. Đấy, xác định là cứ hướng Nam cắt, bởi vì ngày xưa em cũng được huấn luyện đi phương vị rồi là tất cả thứ gì là gọi là huấn luyện dở, đang huấn luyện dở, tức là biết một chút rồi. Thế cho nên là còn một số anh em khác thì nó cũng cứ đâm lung tung, nhưng cuối cùng nó cũng gặp may. À, anh em như thế là gặp may thôi. À. Tức là mình chỉ biết là mình đi về hướng Nam thôi. Vâng ạ. Chứ còn không phải là mình biết là tiểu đoàn của mình hay là trung đoàn mình ở đâu cả. Vâng ạ, lúc ấy là không... tức là cũng không biết rằng địch bây giờ đến đâu. Cái thời gian đi như thế là cũng khá lâu đấy. Vâng. Hơn 10 ngày. Vâng. Hơn 10 ngày, mười mấy ngày cơ đấy. Vâng. Đúng không nhỉ? Không, đấy, không đến 11 tháng 3 là vâng, 10, phải 17, 18 ngày chị ạ. Đấy. Vâng. Lâu đấy, từ hai mấy tháng 2 cho đến tận 11. Thì suốt một cái thời gian dài như thế thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một câu chuyện đấy. Vâng. Anh có thể kể được không? Cụ em kể cho chị nghe là khi đến cái trận địa của Trung Quốc, nó rút rồi, nó đi, tức là nó đứng ở đấy xong nó đi rồi. Bọn em nhặt được cái, tức là đi ngoài, em lại kể cho chị nghe, khi mà đi thì bọn em gặp quả ngoã, những cây ở rừng là bọn em biết, ở miền, bọn em là người miền núi, cho nên những cây ở rừng, cây nào ăn được là biết, nhưng hôm đó đói quá, ăn cái quả ngoã xanh đấy chị ạ. Nó có cái nhựa ấy, về sau lôn ra, coi như không mật, hết mật xanh mật vàng. Thế sau đó vào khu trại, thì lúc bấy giờ là sau mùa, bắt đầu là sau Tết xong, thì là cái công nhân phạm, đội phạm nhân ấy, nó thu hoạch khoai rồi thì bắt đầu lúc ấy mưa xuống, bắt đầu cái mầm nó nhú lên. Thì nhìn thấy chỗ nào có mầm nhú lên là đào lên đấy là có củ chị ạ. Thế bắt đầu cạo củ khoai sống ăn, bắt đầu mới đau bụng. Đau bụng thì nó phức tạp lắm. Thế xong bắt đầu bọn em lại tìm được cái chỗ mà Trung Quốc nó đóng đấy. Lại tìm được cái thuốc đau bụng, em còn nhớ, tức là cái gì của... thuốc rất là địa phương thôi, tức là sử dụng đau bụng của tỉnh Lào Cai. Mà lúc ấy mà nó cứ bằng một lọ như thế này này, em không nhớ tên nữa rồi. Tức là thiên liên kệ không phải, nó là cái thuốc gì đấy. Thế thì là uống, thế là anh em mỗi thằng nhặt đấy mấy lọ đút vào túi là thế là... Thế nghi của nó mà lại dùng thuốc của mình. Thấy ở một cái đơn vị, tức là thấy bông băng của Trung Quốc. Và em nhặt được cái đấy thì em không biết là nó có dùng của mình hay không, thì hay là đấy là cái đơn vị của bộ đội của mình mà lại Trung Quốc lại dừng ở đấy để cứu nhau thì không biết. Vâng. Thế là rồi, bạn kể tiếp đi. Hoàng liên, à cái thuốc hoàng liên chị ạ. Cái lọ thuốc hoàng liên. Đấy, cái cây hoàng liên mà nó cái màu thuốc nó hơi vàng vàng ấy. Vâng. Thực ra mà nói là khi được trở về thì khi đã biết là đã về với đơn vị rồi thì mới thực sự là chúng em nghĩ là chúng em có một cái may mắn. Ngay như gặp địch đông như thế mà nó đánh, bạn Tâm là chính sát của tiểu đoàn và tiểu đoàn trưởng lên kiểm tra lại và lấy xác hai đồng đội em đấy. Bảo thế này các cậu sống được là một kỳ tài. Bởi vì em kể cho chị nghe, khi chúng em đi vào cái đường như thế này thì hai bên là đồi, bởi vì miền núi, ở núi mà chị. Thế bọn em bảo thôi cứ bám phía Nam đi thì đây là phía Nam. Cho nên bọn em lại đi tiếp, rẽ tay trái bọn em đi. Đi thì đang đi trên lưng đồi của cái quả đồi lúc cứ lúc xúc liên tục như này mà chị. Đi lên lưng đây thì là Trung Quốc ở đằng sau nó bắn. Tức là chúng em mệt quá rồi đi cứ thủng thẳng lên đây thì là Trung Quốc ở phía đằng sau. Lúc ấy đang lên dốc thì nó bắn. Nó bắn thì anh Cánh bị thương vào tay. Đấy. Thế là ba anh em vượt qua cái bốn anh em vượt qua cái khe này và xuống lưng chừng đây. Xong lấy cái cây dao chúng em không có, mà mỗi anh em có một cái cuộn băng cá nhân thôi. Để ấy thôi, thì coi như là lấy mảnh nữa là anh bị gãy tay trái. Thế ép vào, xong là bảo thôi chứ bây giờ này. Hai người dìu nhau đi, còn hai người ở lại chặn nó nếu như nó đuổi theo. Thì nó cứ theo vết máu chị ạ. Nó cứ theo vết máu nó đi. Thì anh bảo tao đau quá rồi. Thì anh vừa nói xong thì Trung Quốc lồ sồ ngay bên trên rồi chị ạ. Thì em bảo nằm xuống. Không đi được nữa rồi. Bây giờ đi là chết hết. Nằm xuống thì là bắt đầu Trung Quốc nó xuất hiện ở cái đỉnh này. Thì bây giờ bọn em ở dưới này. Mà em nói với chị không, người miền núi chị không tưởng tượng ra đâu. Tức là chỉ cách mặt đất khoảng 20 phân này thôi. Là cái cây sẹ nó bọc đấy chị. Nó nằm tràn ra cây sẹ. Đấy, nó nằm tràn ra thì... Đi thì nhìn thấy chân, ở dưới nhìn lên thì nhìn thấy chân, nhưng ở trên nhìn xuống nó là một cái rừng rậm kín mít, không phát hiện ra gì đâu.
Thế là bọn em nằm đấy thì thấy chân lố nhố nó nhiều lắm rồi chị ạ. Thế nó lên đến đấy thì tức là khi mà nó bắn bọn em xong nó chạy về nó gọi thêm lực lượng. Thế là bọn em ở đây mới sơ cứu cho nhau. Thì sơ cứu lâu quá không đi được. Đấy, anh đau quá, anh không đi được, bảo tao không thể đi được. Thế động viên mãi thì đến khi mà anh đứng lên loạng choạng định đi thì em bảo nằm xuống nó kia rồi. Thế là tìm những cái chỗ nào mà có lợi nhất là bọn em nằm xuống, nằm sát xuống. Thì nó cứ theo vết máu đấy và sau đó nó xuống gần lắm rồi chị ạ. Bây giờ em nói bỏ cách chỉ vài mét thôi có khi là mọi người sẽ không tin. Nên bởi vì là vài mét với lý do chúng nó không thể nhìn thấy chúng em mà chúng em chỉ nhìn thấy chân nó thôi. Là bởi vì nó cách như này, cái dàn xẻ nó bọc chằng chịt nha chị ạ. Lúc đấy là ngày hay đêm? Ngày chị ạ. Thế bắt đầu đến khi nó gần quá rồi thì bắt đầu là bọn em lột súng. Bọn em lột súng thì ở trên nó, khi mà bắn bọn giáp bọn em này thì ở bên xung quanh nó bắn rất ác liệt. Thế sau khi đó là tiểu đoàn trưởng lên với lại anh em lên bảo nó bắn thế này các cậu còn sống. Tức là cây xẻ này nó bắn cứ xuyên này thì vết đạn nó lại tõe ra phía đằng sau này chị này. Tức là răng kín luôn và khô hết cả một khu rừng ấy luôn. Đấy. Thế mà sao may tại sao em lại sống? Sau cái trận đấy là còn lại hai người. Vâng, còn hai người thì hy sinh ở đấy. Vâng. Thế sau hai anh em đi tiếp. Vâng, hai anh em chúng em đi nó tiếp. Nó bắn xong nó gặp. Thôi không bắn nữa thì mình đi hay là như nào? Vâng, bọn em đánh tức là thằng chết thằng ấy rồi. Khi mà bọn em đi tìm cái chỗ đấy thì mất liên lạc chị ạ, mất dấu tích. Em bảo bây giờ nằm ở cách đấy mấy ngày rồi mà đi vào trong đấy bây giờ tự nhiên tìm trong rừng không thấy. Tìm mãi thì ông tiểu đoàn trưởng ông có kinh nghiệm mà. Ông ấy thắp hương, ông bảo Nam Mô A Di Đà Phật, các đồng chí gọi tên, các đồng chí linh thiêng ở đâu bây giờ, đồng chí Tiến không tìm được chỗ nữa rồi. Các đồng chí dẫn chúng tôi đến, thì đến cái kẽ, em bảo cái chỗ này trông rất quen, ông nhìn thấy rất nhiều vết máu. Ông bảo phải, có thể chúng nó sẽ cứu nhau ở đây, đi theo vết máu này, đúng như vết máu lên trên đấy có thật là thật chị ạ. Tức là như này, bốn người thì có một người bị thương, vâng. Thì là người một người thì chăm sóc cái người bị thương, vâng. Còn hai người thì là bảo là chặn nó đuổi theo thì sẽ vâng. bắn, vâng. Đúng không? Vâng. Thế thì nhưng vẫn ngồi ở tất cả một tức chỗ là đây thôi. Cùng đấy, vâng. Nhưng mà hai cái người này bàn nhau là như thế, bàn nhau như thế. Vâng. Thì lúc đấy là nó xuất hiện và vâng. không còn làm gì được nữa. Không làm gì được nữa. Vâng. Thì sau khi mà nó khi mà anh các anh nổ súng vâng. bắn nó và vâng. nó bắn lại này vâng. kia đấy, thì đến lúc như thế nào mà anh thoát ra khỏi cái khu đấy? Tức là gì? Khi mà nó bọn em nổ súng thì là ở trên nó cứ thế nào nó đông người nó giã và ấy nó bắn xuống. Thì hai anh bạn đó là bị thương luôn và hy sinh luôn. Tức là một anh thì anh cần đấy, anh giơ khẩu súng lên cái thì nhìn cái hình ảnh thương lắm chị ơi. Lưng lên cái là em nằm đây mà, anh nằm đây, anh vừa lưng lên nó bắn một phát vào đây coi như là ấy xong là vào đầu. Thế là anh hy sinh luôn. Tức là hai anh chưa nổ được một viên đạn nào. Thế bọn em coi như là giằng lại súng coi như đánh. Thế đến khi thằng chết, thằng thì nằm đấy rồi bắt đầu nó tạt sang cái quả đồi như thế này rồi. Thì là kiểm tra lại hai bạn mình đã hy sinh rồi. Em với bạn em là bàn với nhau rồi. Tránh luôn. Tức là đấy mình có nghĩa là mình đẩy lui được cái đợt tấn công vâng, của nó đối vâng, với mình. Vâng. Khi nó đi hết rồi lúc đấy là mình mới đi. Vâng, vâng. Và hai người đi còn để vâng, bạn ở đấy vâng. sau đó quay trở về. Gặp được tiểu đoàn thì quay lại. Vâng, quay lại lấy xác và đưa vào nghĩa trang. Khi mà gặp được tiểu đoàn là đã là mười mấy tháng 3. Vâng, vâng. Thế lên mới lấy xác chị ạ. Vâng. Thế còn bây giờ mình vẫn muốn tìm hiểu thêm suốt cái giai đoạn hai anh em mà cứ đi tìm đường về phía Nam ấy thì sau đấy có còn đụng địch nhiều không? Đụng địch nhiều chị ạ. Đụng địch nhiều như hầu như là bọn em không bắn mà chỉ tìm cách thoát, bởi vì lúc bấy giờ ấy thì là bốn anh em bốn khẩu súng mà em chỉ còn một băng đạn thôi, có lẽ là chưa một phải là một băng đạn đầy đâu, bởi vì trong cái lúc ấy là hết đạn là cứ lấy bắn ấy thì còn một cái băng ấy mà bạn em cũng thế thôi, và mỗi thằng còn một quả lựu đạn thôi đấy. Thì cũng nói rằng nếu như bây giờ thực ra lúc ấy là bọn em là những người lính trẻ cũng không biết đâu, mà nếu bây giờ bị bắt cái là rút lựu đạn là chết cùng chúng nó thôi, chứ cũng không, bây giờ nó biết là mình đã bắn nhiều Trung Quốc quá rồi, khả năng nó cũng tử hình, nó cũng giết chết mình, không để cho nó bắt đấy. Ý là hai thằng bàn nhau là như thế. Thế cho nên là cái khi về sau em tiếc cái là về sau vào một cái bản ấy, bọn em lấy một cái tờ lịch ở trong cái bản ấy ghi tên tuổi chúng tôi, là phòng ghi là nếu mà chết ở đâu đó thì sau này sẽ có người, tức là chúng em là người bảo thắng mà đất ấy là đất bảo thắng,
thì cái địa chỉ gần thì có thể người ta sẽ báo tin được đến gia đình. Đấy, lúc bây giờ là xong bọn em gói vào cái tờ ly lông bọn em để trong ví. Đấy. Đó là lấy được cái giấy xong rồi ghi tên rồi cho vào ví. Vâng. Rồi lại tiếp tục đi. Vâng, lại tiếp tục tìm, đi. Tìm về, tìm, gọi là tìm cách thoát vòng vây đấy. Vâng. Lúc đấy là bọn địch nó rất đông ở chung quanh đấy. Vâng, rồi, cả cái khu vực bảo thắng của mình rồi. Vâng. Vâng, thế đến khi mà anh về đến cái bản như anh nói là khi mà gặp ba ông trinh sát nhà mình ấy. Vâng. Thì lúc đấy mới biết là bọn, vâng, bọn địch nó gì. Thế xong bảo là cả... Thế thì các anh thuộc đơn vị nào bảo công không được quyền hỏi. Thế công là đơn vị nào mà chúng tôi 254 bị vây, hy sinh, bảo tại sao lúc ấy người ta đặt ngay vấn đề. Ừ. Tại sao một đơn vị chỉ còn có hai ông, thì bắt đầu ngồi kể ra. Ừ. Thế xong bảo thế các anh nói rồi, công không quyền hỏi. Chúng tôi lại tiếp tục chúng tôi đi thôi. Nếu mà đúng là như thế thì công về với tuyến sau về tìm đơn vị. Bảo bây giờ chúng tôi đi tìm đơn vị. Thì cái đội quân nên là về sau mới biết là đội quân trinh sát người ta lên là người ta bám theo địch rút đến đâu là các anh bám lên đây. Thế bọn em mới mệt quá, bọn em mới bảo thôi thế nếu địch rút rồi thì bao nhiêu ngày đói riêng các thứ rồi mệt rồi nghỉ một hôm. Thế mới vào buổi chiều mới bắt một con gà của dân chị ạ. Lúc cái gà nhiều lắm người ta không ấy được. Thế mới mổ ăn và nấu một tí cháo ăn thì sáng ngày hôm sau. Bọn em đã giờ chuẩn bị, thế hôm qua cũng hỏi ba anh trinh sát bảo thế bây giờ chúng tôi muốn ra khỏi khu vực này thì đi đường nào, bởi đây là cái đường mòn của dân này, ra đây ra đến đường sắt, rẽ trái là về Hà Nội, còn rẽ phải là đại đi Trung Quốc. Thế thì bọn em mới sáng hôm ấy mà ăn xong mới nghỉ ngơi, buổi chiều mới ăn, thế bảo thôi thế vào nhà nghỉ ngủ chứ không ngủ rừng nữa. Thì vào đấy ngủ thì lại nói cái dân ở đấy người ta trồng mía rất nhiều chị ạ, người ta xay mật mía nhiều lắm, là có nhiều cái đường phên đấy chị, mỗi nhà có một cái hồ lô to đấy. Thế là em còn nhớ mãi. Thế là hai thằng bảo biết đâu ta mới địch nhầm nhau, thôi cứ chui vào đằng sau cái hồ lô này, nếu mà ai vào thì hỏi tiếng Việt thì ấy, bởi vì nó rút rồi mình hỏi tiếng Việt. Thế là hai anh em lại lấp sau cái thùng ấy to của đường ấy chị ạ, nằm đấy. Mà bao nhiêu trận như thế, nói thật với chị là cũng đi ở đấy có kiếm được cái gì thì ăn cái đấy, người nó mệt mỏi lắm, yếu lắm. Đấy, lúc bây giờ là sau khi được bảo thi được về mà quân địch nó rút rồi là mừng lắm chị ạ. Đấy, thế nhưng mà lúc ấy buổi tối rồi, thành ra là buổi chiều sâm sẩm tối rồi. Nhưng bảo thôi vừa đến chia rừng về mệt không thể đi được nữa, thôi thì cứ nghỉ ở nhà dân một ngày. Thế ngày hôm sau thì cái anh Xanh anh vào. Bọn em còn bắt mọi dở, bảo nhỡ đâu là thám báo. Thì là ông ấy dở cả chứng minh thư ra mới biết tên ông là Xanh thật chứ không phải là ông khai bằng miệng không. Để lấy chứng minh thư, xem chứng minh thư. Và còn một trận nữa là hai thằng em đi từ trên rừng xuống. Đang lỡ ngỡ bảo thấy im ắng lắm. Mà thôi bây giờ này có một cái, từ trên rừng xuống thì có một cái mấy trăm mét là cái đồng bằng, cái chỗ bằng này người ta trồng rau đấy chị, của trại viên người ta trồng rau. Thì ra đến ngoài cái thì lại có một cái suối, xong lên một khoảng là vài mét thì bắt đầu mới lên đến cái đường này, là đường của trại đi, là ô tô thiêng đi được. Hai thằng ngồi mãi vào mệt quá ngồi nghỉ thì xem tình hình như thế nào. Trong cái lúc bị vây ấy, bọn em không đi được nhiều đâu, đi ít thôi, vừa đi vừa quan sát, vừa đi vừa nghe ngóng, không là ấy thì đi có lẽ cũng chỉ vài cây một ngày thôi đấy, mà kiếm cái gì ăn xong rồi đi ấy thôi, và xác định là không biết là lúc nào mới gặp được đơn vị. Thì đi hai thằng mới ngồi mãi, đúng không, sao yên nắng thế này nhỉ, hay là Trung Quốc rút rồi, hay nó đánh sâu quá rồi, bây giờ ở trong lòng nó là không còn ai, không à. Hai thằng nhận định theo đâu đi thì mấy trăm mét ra hết cái ruộng đấy chị ạ, không sao cả. Lên cái dốc, bắt đầu lên cái dốc này nghe thấy tiếng ì thì cái xe uát nhậu của nó đi, thì cái đường miền núi là nó cứ ngoằn ngoèo này chị ạ, không phát hiện được. Thì thằng bạn em nó lại tinh tai, nó bảo hình như có tiếng động cơ ô tô. Thế bảo làm gì, nghe có tiếng ô tô thật, thì nó ngoái đầu ra đến đây. May hôm ấy là xe cứu thương, mấy thằng ấy chắc là bác sĩ mấy y tá nữa, nó bắn không trúng. Hai thằng chạy mấy trăm mét từ ở đấy vào tận trong rừng mà nó bắn không trúng. Nó bắn không trúng chị ạ. Thế thì bạn em bị một viên vào đây, không biết bây giờ cái quần nó còn giữ không, lâu lắm thì em không hỏi.
mà da nó đỏ lên phồng lên, mà may không vào chân. Hôm ấy nó vào thì là hai thằng cũng chết ở đấy thôi. Còn em thì không biết là nó bắn trúng hay là em tung cái mũ từ chỗ nào không biết, nhưng vào đến nơi là không còn mũ nữa. Mà lúc ấy đang đói như thế mà chỉ mỗi khẩu súng không, mà tại sao vận động được nhanh thế. Đói đi không nổi, và nhưng mà nó bắn thì chạy nhanh thế. Vâng. Thế rồi lúc tìm được đơn vị thì như thế nào? Khi chúng em mà đấy, qua cái chỗ mấy anh chính sát mới lại dân chỉ người ta là ấy là biết là mình đã thoát rồi, thì bọn em ra đường sắt và về đến nhà. Thì em về nhà em ở Phú Lu. Đấy, nhà em ở Phú Lu thì em về thì em xem là nhà có ai không. Thì ở nhà thì có ông anh trai em là tự vệ đấy, thì cũng vừa rút theo dân xong, vừa lên xong đấy, lên được hôm qua hôm kia xong một hai hôm. Thì em sướng quá, em rút súng ra em định bắn lên rời. Mà coi như là sống rồi. Thế là mấy người chạy ra, đừng bắn. Bộ đội ở đây hết rồi, đơn vị mày bây giờ về đây rồi. À, ông anh em nói thế. Bảo đâu, thì tiểu đoàn ở đâu? Bảo tiểu đoàn bên kia. May đấy, hôm có bao nhiêu đạn em dã lên rời hết. Rồi sướng quá. Thế xong rồi các anh ấy chỉ, thế là em mới sang cái nhà hàng xóm đấy. Em báo cáo với đơn vị rằng đấy, tình hình như thế. Trong cái phút cuối cùng là như thế, còn bây giờ còn ai mất ai thì không biết, chứ còn em và một người nữa ở Phú Long, nhà bạn em ở Phú Long. Đấy, đi là, qua nhà bạn em. Tức là đến đoạn đấy thì là ông Phú Long về ông Phú Long. Vâng, ông Phú Lu về Phú Lu. Vâng. Tức là tóm lại là đi về phương Nam, nhưng cuối cùng là cũng là về đi tìm về nhà mình đấy. Vâng. Về nhà. Vâng. Thì có lẽ các ông kia cũng thế, đều tìm về nhà. Vâng. Thế là chúng em gặp lại đơn vị cái thì các anh bảo thôi bây giờ tạm thời ở với tiểu đoàn. Thế chứ là chưa có đại đội đâu. Vâng. Sau cuộc chiến ấy thì anh Tiến có cái... mỗi lần mà nghĩ lại, suy nghĩ lại thì có cái gì mà mình thấy mình cần quan tâm không? Cái quan tâm nhất của em ấy là như thế này. Làm sao nâng cấp được cho cái liên lạc của bộ đội. Tức là đến sau khi đấy chiến tranh đi qua rồi mà chỉ vẫn cái thông tin từ đại đội lên tiểu đoàn chỉ là thông tin vận động. Thông tin chạy mang công văn xuống đại đội là đi bằng người. Cũng không có phone để alo gì cả. Đấy là từ tiểu đoàn đến. Có những lúc chỗ là nguy hiểm thì lại là các anh trinh sát phải đi cùng với thông tin để đưa thư xuống đại đội. Đấy là cái thứ nhất. Sau đó đến khi em ra quân rồi, đến năm 82 bọn em ra quân rồi, trường hợp ấy vẫn như thế. Tức là cái thông tin này cực kỳ kém. Đấy. Không phải kém mà là máy móc thì mình chưa làm ra được, máy của họ cung cấp cho mình nên lúc họ phá đi. Vâng. Còn thông tin hữu tuyến thì đường dây nó cắt. Vâng. Thế cho nên cái đấy thì đúng là cái phải tìm cách để khắc phục, chuyện nó hơi bị nhớn ấy. Vâng. Nhỉ? Thế câu chuyện thông tin mà nghe nói ở trên này có cái chuyện là nó cướp sóng của mình à? Có ạ. Mà cái đấy thì phải hỏi anh Tốt. Anh Tốt chính là thông tin. Và Kỷ là hôm qua cũng đi đấy, là cũng là thông tin. Tức là mình cứ bắt đầu liên lạc cái thì nó chèn sóng mà. Nó gọi đầu hàng đi các đồng chí bộ đội Việt Nam ơi, không pháo Trung Quốc bắn. Đấy. Các đồng chí bộ đội Việt Nam ơi. Vâng. Xin là cảm ơn em. Như vậy là chúng ta lại được nghe một câu chuyện nữa ở một cái không giống một câu chuyện nào. Thực ra thì tôi cũng rất là muốn tìm hiểu thêm về cái cuộc luồn rừng ấy của hai chiến sĩ. Nhưng mà chắc là họ còn không biết ngày nào tháng nào nữa, và đói khát là chắc chắn rồi. Vâng, và xin cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn chị. Tôi xin được trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Trần Hữu Thường, một công dân của Bảo Thắng. Xin chào anh Thường. Vâng. Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn anh đã tham gia cùng với chương trình và chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi báo cáo với này, chương trình là tôi ở C1, C1, B3, tiểu đoàn 4, Bảo Thắng. Ngày 17 tháng 2 năm 79 là chiến tranh biên giới là Trung Quốc sang Việt Nam. Thì lúc bấy giờ như chúng tôi ngày hôm đầu tiên ý, là bị tất cả như toàn tuyến biên giới thì xảy ra như chiến tranh ấy, chúng tôi như là hy sinh mất một đồng chí là C1, còn chúng tôi là mất một đồng chí là tên là Văn Lục. Đấy, trận thứ hai là ngày hôm 21 là của năm 79 đấy, rồi tháng 2 năm 79 là chúng tôi như là cái trận thứ hai mà đánh quyết liệt
Thế thứ nhất là chúng tôi hành quân lên chốt là có tất cả như là 46 con người, 46 đồng chí lên trên một cái chốt để phòng ngự chiến đấu với lại bọn Trung Quốc sang bên chúng tôi. Thì là 5 giờ sáng ngày hôm 21 chúng tôi như là bắt đầu sáng ra phát hiện toàn bộ như là Trung Quốc đã bao vây như là xung quanh chốt của chúng tôi thì tập trung rất đông. Thế chưa có lệnh như là của thủ trưởng là ông Quốc Minh để như là phát huy là để như là vào trận chiến. Thì khi có lệnh phát chiến thì chúng tôi như là nói chung đã phát huy là cả hỏa lực, nhưng mà thực ra không mấy hỏa lực là cũng không bị trục trặc, lại bị gãy kim hỏa B-41 bị gãy kim hỏa. Đồng chí Nguyên Bình là đồng chí Quốc Minh là đại trưởng quyết định để cho phát huy hỏa lực, nhưng hỏa lực không nổ được. Nếu không mới nổ được thì Trung Quốc đã bao vây chúng ta như trước mặt là đông lắm, hàng mấy trăm người cơ. Thế trong một đường Hữu Nghị 7 là hành quân hàng 1 là từ cây 9 vòng xuống đến cây 13 quạt lại chốt chúng tôi đánh. Như là khi phát huy hỏa lực thì đồng chí Quốc Minh là đại trưởng chúng tôi, là đồng chí kinh nghiệm là trong miên là 13 năm lãnh đạo bộ binh, thì đồng chí không cho bắn điểm, không cho bắn liên thanh mà chỉ điểm xạ. Thì chúng tôi như là theo lệnh của thủ trưởng là bắn đến khi như là đến tầm 7 rưỡi thì là Trung Quốc đã tràn lên trên chốt, là ở cái bê cối của chúng tôi, là đằng sau cối chúng tôi cách nhau như chỉ tầm 2 mét thôi. Như thể là ông chính trị viên ông Kính ông nói là như trận này như giờ trong sát lá cà ban đêm ở miên đấy. Thì cái này như là ngày hôm ấy chiến tranh thì chúng tôi như là cũng báo cáo là đã tiêu diệt như là Trung Quốc là ở bên đài giới báo về là biệt ở bên được công mấy lại trinh sát báo về là diệt được 460 mấy người đấy. Thì chúng tôi hy sinh mất 2 đồng chí đấy, hy sinh mất 2 đồng chí là đồng chí như là y tá và đồng chí xạ thủ như là Trung Liên. Thì đến khi như là 12 giờ trưa là ở Trung Quốc còn đốt hết đồi, đằng chốt chúng tôi là lao lách mà đốt ở dưới đồi lên thì chúng tôi ở trên lại đốt ra đấy. Thì chúng tôi điểm xạ, chúng tôi bắn theo như mà điểm xạ như hôm ấy bắn rất nhiều, nói thì là cái này như là Trung Quốc chết cũng nhiều đấy. Còn thì chúng tôi như là bắn cho đến 5 rưỡi cũng chưa ra được, đến khi như có lệnh rút thì bởi vì mà mình có 46 người mà Trung Quốc vây kín ấy. Đấy, bê tôi là rút ra lúc bấy giờ là có 8, B3 là có 8 người. Đấy, thì khi ra đến hầm đại đội thì có một đồng chí như là y tá đã Trung Quốc đã leo lên nóc hầm kèo là lên là ban đêm không xong hầm, thì đồng chí như là đã bị Trung Quốc như bắn chết ngay tại trong hầm. Thì trong hầm lại may là có một đồng chí Thụy là đồng chí lại kéo đồng chí Khà lên người đồng chí và mở chốt an toàn đưa súng lên, thì Trung Quốc vừa ngó thằng Trung Quốc vừa ngó mặt vào thì là đồng chí Thụy bắn luôn, là đồng chí Trung Quốc vật ngay ra hầm ấy. Đến khi chúng tôi rút ra là đã nằm trên ấy, là chúng tôi khát nước, tôi còn lắc cái bi đông của Trung Quốc uống nước chứ không cần tháo, biết là như thế. Đến khi anh em như là rút xuống thì là ra lại gặp như cái B2 của đồng chí Bờn như là đăng ký ra 5 người nữa. Thì tổng số như là cuối cùng là có 13 người như rút ra hôm ấy. Thì là chúng tôi như là trận chiến hôm ấy nói thật là Trung Quốc lên đánh sát đá cả ban đêm, mà bắn xong đồng Trung Quốc còn giơ chân lên băng, chúng tôi còn tiếp như là bắn để đổ xuống. Và cái này như là chúng tôi cảm thấy như cái trận chiến này như là chúng tôi như là cũng thấy là anh em như là đồng đội là rất là quyết tâm để như là tiêu diệt Trung Quốc ngày hôm ấy. Bởi vì là cái này nếu không ấy thì mình không diệt nó diệt mình. Thế nên là cái này theo lệnh của chỉ huy, mà chỉ huy chúng tôi là rất là chắc chắn, mà là về chiến tranh ở trong miền đã là lãnh đạo bộ binh đấy rồi, mới được đồng chí bê trưởng là đồng chí Thanh như là cũng là cái ngũ đồng chí cũng nắm bắt được về cái việc về dàn trận. Thì là cái này như là chúng tôi cũng theo chỉ huy đấy. Còn thì sau như là đấy chúng tôi mới sau 21 ngày chúng tôi mới lên đấy được xác như của đồng đội xuống. Thì đồng đội như nói thật là rất là cảm thương chúng tôi như là vì anh em hy sinh như thế, vì đồng đội mà Trung Quốc nó hết cả như là cái xe chúng tôi khi đặt ở trên ấy, đến khi Trung Quốc nó chiếm được rồi thì là chúng tôi rút thì nó lại chiếm lên, thì nó lại dọn như là cái nó hết tất cả như xác của anh em lộn xuống. Chúng tôi 21 ngày lấy
là có người thì có đồng đội thì tuốt cả quay hàm ra, đồng đội thì tuốt cả chân rồi xương ra để chúng tôi như đấy, thì đưa đồng đội về đến bây giờ như là nói chung đồng đội chúng tôi như là đưa về nghĩa trang như là lưu một đồng chí, còn một mấy đồng chí thì đưa về quê. Cảm thấy như là cái trận chiến như chúng tôi chỉ có đúng ngàn cân treo sợi tóc, mình không bắn nó bắn mình, mà chỉ có súng đạn như thế, chứ còn nó tránh mình chứ mình không biết đâu mà tránh, mà lúc bấy giờ nó hung lắm. Anh em chúng tôi quyết liệt trong ngày hôm ấy là phải theo chỉ huy chứ không thể như là thấy nó để mà sợ mà rút. Anh có nhìn thấy bọn địch nó hành quân? Bây giờ hành quân chúng tôi bắn đã bảo chứ, nó hành quân hàng một, nó còn thổi kèn đi chứ. Nó thổi kèn hàng quân hàng một đến khi như là có lệnh như nó bắn pháo sáng lên là nó mới bắt đầu bắn mình, chứ không phải như là đương nhiên mà nó không theo lệnh của nó đâu, nó không theo lệnh. Nó đi hàng một từ ở cây 9 mà xuống đến cây 13 quặp lại như là cái chốt của chúng tôi, như là chúng tôi mới được lệnh như của thủ trưởng, vì cảnh giới báo là nó đã lên đến đây rồi thì thủ trưởng như quyết định cho bắn. Mà ông Minh ông cũng nói là cái đồng chí cảnh giới, cái đồng chí lại gọi trên là thủ trưởng Minh ơi, như ông thủ trưởng ông bảo cứ thằng Minh mà gọi, chứ nếu gọi như là thủ trưởng nó tĩa vào cái như là cái mũi ấy là nó diệt. Thế nên thủ trưởng là rất cứng rắn ở cái đoạn này, mà bản thân chúng tôi như chiến đấu cũng mấy cũng rất ngoan cường đấy, cả một ngày chứ không phải chứ là nói ốp lốp tay. Chúng tôi như bắn điểm xạ là kiểu liên AK rồi là ấy, mà còn nóng ốp lốp tay lên thì biết là chúng tôi như là có cái thời gian như là chống cự nó lâu đấy. Là mình có thiếu đạn không anh? Mình không thiếu đạn, cơ số đạn chúng tôi mang đi thì nói thật là đồng chí đã kinh nghiệm là mang 3 cơ số đạn chứ không mang 1 cơ số đạn. Thế nên là hầm các thứ đào hầm thì là lên buổi tối làm không xong thì chỉ hết được cái khoét được cái hố người ngồi này, hầm đại đội thì là hầm cái hầm kéo thì lấp còn chưa, cái nóc còn chưa lấp hết. Thế nên là Trung Quốc lên nó mới bắn được y tá ở mình nằm trong hầm. Khi mình nhìn thấy nó đi hành quân như vậy thì là mình không bắn mà phải đợi chỉ huy. Đấy, chỉ huy tôi như đã bảo khi nào có lệnh thì là mới được bắn. Thế là cái đồng chí cảnh giới là đấy, nó đã lên đến mặt rồi thì bắt đầu mới thủ trưởng Minh ơi, nó lên đến đây rồi thì ông Minh ông mới quát là không được cái như gọi thủ trưởng mà cứ thằng Minh mà gọi đấy. Mà bây giờ như thủ trưởng tôi bây giờ vẫn ở dưới Bảo Yên đấy, là đồng chí như năm nay hơn 70 tuổi rồi, thì là cái này như là tôi cảm tưởng như chúng tôi thấy là một người chỉ huy như thế mới là người thiên tài mà để giữ được cái như là cái luật trong chiến tranh như đấy. Đấy là một cái kinh nghiệm dày dạn. Sau khi kết thúc cuộc chiến thì anh còn ở trong quân đội lâu nữa không anh? Sau khi kết thúc cuộc chiến thì chúng tôi như là rút về chứ vẫn còn ở trong quân đội như đến năm 82 tôi mới về. Đấy. Nghĩa là anh chúng tôi hoàn thành chúng tôi như 82 chúng tôi mới về thì tôi mới về được hoàn thành thì tôi về thì cái thứ nhất là đơn vị tôi thì trước ở tiểu đoàn 4, sau như là nhập sát nhập 24 là đánh nhau xong rồi về, đánh nhau xong rồi rút về như là bảo thắng ở đến bên Sơn Hà thì là chuyển lên trên Bắc Hà là sát nhập với 89, thì chúng tôi về là từ lúc về là cho quân ở 89 đấy. Vâng, cảm ơn anh. Ừ. Bây giờ gia đình anh Thường ở đâu? Tôi ở Phong Niên Bảo Thắng Lào Cai. Có gần cái khu thôn Cốc Sâm 1 ấy, Phong Niên Bảo Thắng Lào Cai. Vâng, nó có địa chỉ. Thưa quý vị và các bạn, và câu chuyện của Đại đội 1 thì vừa nãy là chúng ta nghe một sĩ quan kể, còn bây giờ thì là nghe một chiến sĩ kể. Hình như cái nọ nó lại bổ trợ cho cái kia, và các bạn có thể mường tượng ra được cái mức độ cũng như là cái mức độ của cuộc chiến cũng như cái tinh thần thái độ chiến đấu của anh em mình. Vâng, mời quý vị cùng theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, thế. Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta đã đi thăm gần hết tiểu đoàn 4 rồi. Và do cái đặc điểm tuổi tác cho nên tiểu đoàn bộ thì chúng ta không tiếp cận được ai. Nhưng mà Hải Yến nghĩ rằng là có một nhân vật mà rất là quan trọng, ngày trước quan trọng, bây giờ cũng rất là quan trọng. Tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Bùi Duy Tâm, vâng cái tên hơi lạ, trinh sát của tiểu đoàn và bây giờ thì là trưởng ban liên lạc hội đồng ngũ tiểu đoàn 4 sẽ trò chuyện cùng với chúng ta. Xin chào em. Đầu tiên thì chị rất là cảm ơn em đã tổ chức một cái chương trình vinh danh tiểu đoàn 4. Tiểu đoàn 4 Bảo Thắng. Tại sao lại nói là vinh danh? Bởi vì mình đã chiến đấu, đã sống và chiến đấu bảo vệ quê hương.
và đến bây giờ muốn nhắc lại những chiến công cũng như những hy sinh của những đồng đội của mình, của tiểu đoàn 4. Và là một người được đồng đội tín nhiệm, giao cho nhiệm vụ là trưởng ban liên lạc. Em đã giữ được một cái hoạt động mà qua tìm hiểu thì chị cũng thấy rất là, cũng rất là ngưỡng mộ cái hoạt động của đội mình, của cái hội của mình. Ở trong cái buổi trò chuyện hôm nay thì chị muốn Tâm chia sẻ hai cái nội dung. Vâng, một là về cái cuộc chiến tranh tháng 2 năm 1979. Vâng, đương nhiên khi về với Lào Cai, những tỉnh biên giới thì đó là những cái điều mà Win Win Việt Nam rất là quan tâm. Và cái thứ hai nữa là cũng muốn em giới thiệu sơ qua một chút về cái hoạt động của cái hội của mình sau này. Vâng, xin mời em. Báo cáo với chị là khi chúng em nhập ngũ là tiểu đoàn 4 Bảo Thắng thì rất may mắn là được chọn vào tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn. Như nhiệm vụ thì các chị biết rồi, trong quá trình nhập ngũ thì chúng em được tiểu đoàn ưu tiên cho đi tập huấn nghiệp vụ ở trên trung đoàn bộ, trung đoàn 254. Sau khi về đơn vị thì thời gian rất ngắn, báo cáo chị thế, thì xảy ra tác chiến 17 tháng 2 như các chị đã biết. Trong quá trình tác chiến thì trinh sát đặc thù lúc nào cũng đi cùng ban chỉ huy tiểu đoàn, mà trực tiếp là đồng chí Lều Văn Tân là tiểu đoàn trưởng, là chỉ huy giao nhiệm vụ cho trinh sát. Em nhớ nhất ý, là cái sáng hôm 17 tháng 2 là tổ trinh sát và đồng chí Kỷ thông tin đi làm nhiệm vụ, tức là đồng chí tiểu đoàn trưởng giao là lên phía trên đồi cao để quan sát, nắm xem tình hình địch như thế nào. Báo cáo chị lúc đấy là thông tin giữa trung đoàn với tiểu đoàn cũng mất hết, nên là không biết là đã xảy ra chiến tranh toàn biên giới. Khi lên thì chúng em cũng chưa biết thế nào là pháo và bộ binh địch tiến công như thế nào. Thì xong đến 9 giờ cùng ngày thì mới, khi pháo binh địch bắn vào khu vực của đơn vị thì chúng em mới biết là pháo địch bắn vào khu vực của đơn vị. Đấy là cái cảm nhận thứ nhất, nói với chị thế. Thì đến ngày 20 thì lúc đấy chúng em đã có ý thức về chiến tranh. Đến ngày 21 thì được lệnh của đơn vị, lúc này chúng em đã rút lên cái điểm cao 428 hôm qua chị thấy rồi đấy. Thì lúc đấy cái đồi không như mình quan sát ngày hôm qua, là nó cây cối rậm rạp, là tầm quan sát là rất là hạn chế. Thì đến buổi chiều ngày 21 tầm 3 giờ thì đồng chí Lều Tân là giao nhiệm vụ cho tổ trinh sát là về dọc theo cái đường làng chung ra phía trước là nắm tình hình địch. Cái nhiệm vụ rất đơn giản như thế thôi. Thì chúng em đi thì được, lúc đấy là đồng chí Hùng người Trấn Yên là tiểu đội trưởng, thì trong đó là có em, thì chỉ có hai đồng chí đi thôi, còn các đồng chí kia là đi tăng cường cho các đại đội. Thì đi đến cách xuống bên dưới chân của điểm cao 428, đi ra phía ngã ba Bản Phiệt thì đi được khoảng độ hơn cây số. Thì buổi chiều hôm đấy là nó nắng rất ghê, và từ trên đồi cao là có cách xa cũng khoảng độ vài trăm mét, có nhiều tiếng động và có tiếng kèn nữa. Đấy thì lúc đấy cũng chưa biết là kèn như thế nào, nhưng phát hiện là có tiếng động và tiếng kèn lạ thôi. Thì để ý, nhưng mà do cái điều kiện là cái đường mòn độc đạo thì hai anh em đi, thì đi đến một đoạn cua thì phát hiện ra phía trước là nó bắn mình trước. Thì đồng chí Hùng mới bảo là hai anh em là nằm xuống cái vệ đường bên cạnh, cái rãnh bên cạnh, cũng chưa phát hiện được địch ở đâu cả, chỉ biết nó bắn về đấy thôi. Thì một lúc sau thì những cái bụi lau phía trước nó cách xa cũng khoảng độ gần 200 mét đấy, thì nó bắn xối xả về phía hai anh em. Thì hai anh em cũng có một tí
chiến thuật đấy thì cũng tường theo cái rãnh ấy. Lúc đầu là tường lên phía trước, lợi dụng địa hình địa vật là cũng có bắn về đằng trước chiến đấu. Thì kết quả như thế nào thì cũng không được rõ, tại vì mình cũng không quan sát về đằng trước, nó khó, tầm nhìn khó là một, với hai là cây nó rậm rạp. Thì bắn một lúc, sau đó là đồng chí Hùng bảo là nó đông đấy, mà bây giờ nhiệm vụ anh em mình là đi nắm đơn vị đằng trước thì về bây giờ phải về báo lại cho tiểu đoàn. Thì báo cáo đồng chí ấy, nên là sau đó là anh em tôi là bỏ theo cái rãnh hết khúc cua, thì anh em đi trên đường và vừa đi vừa quan sát đằng sau là rút về là báo cáo cho tiểu đoàn. Thì báo cáo cho đồng chí tiểu đoàn trưởng là phía trước tình hình địch là như thế. Lúc đấy mới phát hiện là địch, thì nó cũng có thổi kèn. Thì sau đó là đến tầm buổi chiều thì có một cái đơn vị hành quân từ phía dưới, từ phía xa đi lên ấy, tức là cái đơn vị về sau biết là đơn vị của tiểu đoàn 2 trung đoàn 118 sư đoàn 345 lên, tức là người ta làm nhiệm vụ là đột kích lên tăng cường cho đơn vị bộ đội địa phương của chúng em. Đấy, báo cáo chỉ thế. Thì là cái kỷ niệm nhớ trong chiến đấu này. Ngoài ra nó cũng có những cái trận chiến đấu ở cây 28, nó cũng dài, những vì điều kiện thời gian thì chính về sau đồng chí Thanh là trung đội trưởng được lên là đại đội phó, đồng chí Minh đại đội trưởng sau trận chiến đấu thì được đi học và được lên tiểu đoàn phó, sau làm tham mưu trưởng, nghỉ hưu nay về Bảo Yên. Còn báo cáo với chị là cái phần thứ hai là cái hoạt động cái hội của chúng em, thì thực ra là xuất phát điểm của chúng em là chủ yếu cái tiểu đoàn 4 Bảo Thắng là con em của huyện Bảo Thắng, lúc đấy là có 20 xã và các cơ quan xí nghiệp như là Lâm Trường Bảo Thắng và Nông Trường Phú Xuân là nhập vào thành tiểu đoàn Bảo Thắng là nòng cột. Sau đó về sau bổ sung thành số anh em Hà Sơn Bình lên, sau quá trình chiến đấu thì cũng bị mất mát hy sinh, thì bổ sung với anh em tiểu đoàn 3 Trấn Yên lên. Thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương thì em được anh em tín nhiệm cùng với đồng chí Dân, đồng chí Minh, đồng chí Tuân là trong ban liên lạc của tiểu đoàn. Thì quá trình hoạt động thì đặc thù như chị đã biết sơ bộ đấy là địa bàn Bảo Thắng là nó là huyện thôi, nhưng mà cự ly cách xa là có những chi hội là như bên Phong Hải hoặc là bên dưới Tà Lỏng hoặc Phú Nhuận là cũng 40-50 cây số, mà anh em thì các chi hội là cũng nằm rải rác, điều kiện kinh tế thì mỗi người một hoàn cảnh, không thống nhất được, nên là từ những cái khó khăn đó thì chúng em cũng bàn bạc tổ chức khắc phục. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái thuận lợi là anh em điều kiện có đồng chí kinh tế khó khăn, khi về địa phương, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì xây dựng gia đình, xây dựng kinh tế. Có một số ít đồng chí thì thuận lợi, có một số đồng chí thì do điều kiện khách quan và bản thân là sức yếu tuổi già, nên là cái kinh tế của anh em trong hội là cũng còn nhiều vấn đề. Thì để tập trung được cái hoạt động của anh em trong những người lính trong cái thời gian trở về địa phương để phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, rồi là tiếp bước cho anh, cái này cũng là một cái yếu tố để anh em cùng nhau là chung tay xây dựng và phát huy. Thì đặc biệt báo cáo chị là hoạt động thì cũng có nhiều điểm là nói chung là so với yêu cầu thì cũng chưa được toàn diện, nhưng có những cái nét nào được thì đã khơi dậy cái lòng tự hào của anh em, nên là cái phong trào hội là được anh em ủng hộ nhiệt tình xây dựng phong trào hội, thì chẳng hạn như là tổ chức các mô hình tham quan học tập hộ gia đình làm kinh tế giỏi, như là đồng chí
Thường ở Sơn Hà, đồng chí Dũng ở Sơn Hà, đồng chí Minh ở Sơn Hà, vợ chồng đồng chí Kính Hảo ở Bắc Lệnh, đồng chí Xín ở Bến Đền, đồng chí Thường ở Phong Hải và đồng chí Huy. Báo cáo chị là địa bàn rộng nhưng mà do phát huy được cái lòng tự hào nên anh em là nhiệt tình tham gia ủng hộ, nên là hỗ trợ được cái phong trào hội hoạt động nó đi lên ngày một hiệu quả. Có 80 anh em 80. Chính thức là tham gia thường xuyên, 80 hội viên. Vâng. Ngoài ra những năm kỷ niệm lớn ấy thì là mời anh em ở Hà Sơn Bình lên, Yên Bái lên, là anh em đấy là ở các chi hội dưới đấy, chúng em không quản lý. Đây là hội viên Lào Cai này. Hội viên Lào Cai 80 người tham gia. Là 80 người. Một năm là tổ chức là 2 lần. Ghê nhỉ. Vâng. Ngoài ra là những ngày 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9 thì không kể, các gia đình người ta tự tổ chức mà. Ừ. Đấy. Rồi. Thì quy mô hoạt động của chúng em là phân ra thành 7 chi hội. Theo cái khu vực dân cư. Trong 7 chi hội này thì có cái ban liên lạc của chúng em gồm 3 đồng chí. Đồng chí Dân ở Phong Hải, đồng chí Minh ở Sơn Hà và em. Đồng chí Tuân là quản lý về cái kinh tế của chi hội. Tài chính. Vâng, tài chính của đơn vị. Thường xuyên là chi hội mặc dù là cái đóng góp chung là rất thấp, thế nhưng mà để đảm bảo hoạt động được là có cái sự ủng hộ của các gia đình. Mà thường xuyên ủng hộ là như gia đình đồng chí Huy, gia đình đồng chí Kính Hảo, gia đình đồng chí Dũng, đồng chí Minh, đồng chí Thường và nhiều đồng chí khác. Cái tổ chức thì chúng em hoạt động là một năm là thường là tổ chức ít nhất là 2 lần. Kỷ niệm ngày mùng 10 tháng 8 năm 78 là ngày nhập ngũ của anh em. Ngày thứ hai là ngày 17 tháng 2 năm 79 là kỷ niệm những ngày chiến đấu mà có nhiều đồng chí đồng đội đã hy sinh. Ngoài ra thì trong những ngày đấy thì các chi hội là tổ chức riêng. Kính thưa hương hồn của đồng chí Nghiêm Văn Lộc, đồng chí Lưu Trường Quân, đồng chí Nông Văn Lài, đồng chí Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm Tân Sửu. Anh em hội đồng ngũ tiểu đoàn 4, huyện Bảo Thắng năm xưa lại tề tựu về đây xin được thắp nén hương, kính dâng hương hồn các đồng chí. Mong các đồng chí nơi cõi vĩnh hằng được ngàn thu yên nghỉ, phù hộ độ trì cho đồng đội và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn kinh tế phát triển tốt. Các cháu thì ngoan. Chúc các đồng chí về cõi vĩnh hằng được siêu thoát. Hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm Tân Sửu, tức ngày 12 tháng 4 năm 2021, chúng tôi, cán bộ chiến sĩ Hội đồng ngũ tiểu đoàn số 4, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, có mặt trân trọng kỷ niệm 42 năm ngày chiến tranh biên giới xảy ra, nhằm ôn lại truyền thống đơn vị, tưởng nhớ những đồng đội cùng nhau phục vụ chiến đấu trong quân đội, về đây thắp nén hương tại trận địa phòng ngự đại đội 2, điểm cao 212, km số 6, thôn Bản Quẩn, xã Bản Kiện. Kính thưa các hương hồn liệt sĩ, chiến tranh đã lùi xa, các anh đã hóa thân vào lòng đất mẹ, mãi mãi không trở về. Chúng tôi cùng nhau kính cẩn nghiêng mình, xin được thắp nén hương, tri ân cùng các đồng chí liệt sĩ đã vì sự bình yên của quê hương, vì độc lập tự do hạnh phúc của nhân dân, của đất nước mà hy sinh. Tổ quốc 4.000 năm quật cường đã khơi dậy truyền thống anh hùng bất khuất, không bao giờ khuất phục một dã tâm xâm lược nào của kẻ thù. Các anh đã anh dũng chiến đấu mà hy sinh. Chúng ta sống anh hùng, chết quang vinh. Từ nơi chốn xa, các anh đón nhận tấm lòng thành kính của anh em cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn số 4. Mong các anh phù hộ cho sự bình yên của đất nước, quê hương và anh em chúng tôi. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, Tổ quốc mãi mãi không bao giờ quên ơn các anh, mong các anh yên nghỉ. Thưa quý vị và các bạn, một ngày hành quân tới các trận địa và một ngày
trò chuyện với các cựu chiến binh để cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu thêm một lực lượng ở một mặt trận. Nếu chúng ta gõ hai từ bản phiệt hay là các bạn gõ từ khóa là trận chiến đấu tại ngã ba Bản Phiệt thì sẽ ra rất là nhiều những bài viết, và trong các bài viết thì một cái dòng chữ rất khiêm tốn và tám tiểu đoàn địa phương, thì tiểu đoàn Bảo Thắng là một trong tám tiểu đoàn tham gia những cái trận đánh mà bảo vệ biên giới ở khu vực Lào Cai. Và tám tiểu đoàn địa phương đó khi mà chúng ta tiếp xúc, như Bảo Thắng là một cái đơn vị mà Hải Yến có duyên được gặp và được chia sẻ câu chuyện, thì có thể thấy rằng cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ đất nước đã thể hiện rất rõ đó là cái khí phách của người Việt Nam và lòng yêu nước chảy trong huyết quản của mỗi người công dân Việt Nam. Hải Yến rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt Lào Cai ký sự hay là câu chuyện của tiểu đoàn huyện Bảo Thắng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn em. Vâng, cảm ơn chị.